Việc ái ân là nhu cầu bản năng, nhưng cũng là thứ đáng trân trọng và đáng gìn giữ của mỗi cá nhân. Người có đạo đức thì sẽ chỉ làm điều đó với người mà mình yêu thương và muốn gắn bó lâu dài. Nhưng còn với những kẻ vô đạo, thì chuyện ái ân lại thành việc tầm thường, có thể làm với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. Miễn là đến cơn thì chúng cần được thỏa mãn. Và trong kỳ án có thật của ngày hôm nay, sẽ cùng bạn khám phá 5 vụ án gắn liền với cái tên của 5 phịch thủ đáng khinh bậc nhất trong lịch sử. Chỉ vì không quản được phần thân dưới mà chúng đã gây ra những vụ án kinh thiên động địa, để lại nỗi ô nhục đến muôn đời. Và trước khi đi vào nội dung chính như thường lệ, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh Kỳ án có thật để không bỏ lỡ những vụ án hấp dẫn khác của chúng mình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Vừa bắt cá hai tay, vừa ép người yêu đi làm gái để kiếm tiền về cho mình tiêu xài, nhưng vẫn giả nghèo giả khổ để bòn tiền trợ cấp xã hội. Phịch thủ top 1 xin được gọi tên Farid Aujan. Thế nhưng, có lẽ là chính trời cao cũng không thể ngồi yên với sự vô đạo này mà cho hắn một kết cục không thể nào bi thảm hơn. Vậy thì kết cục đó là gì? Xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu trong vụ án Thi thể vô danh trôi giữa biển, kết cục của kẻ bào bạn gái như ATM. Sáng sớm, ngày 13 tháng 7 năm 2011, trên bán đảo Bhutani thơ mộng thuộc miền Tây nước Pháp, gió biển thổi lồng lộng dưới ánh nắng chói chang. Cảnh sắc hiện ra đẹp như tranh vẽ, với làn nước biển trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có hai người đàn ông yêu thích lướt ván đang bắt đầu chuyến du ngoạn đến một hòn đảo nhỏ gần bờ. Giữa đại dương bao la, bỗng họ phát hiện một vật thể lạ trôi lững lờ trên mặt nước. Thoạt nhìn, họ nghĩ đó chắc là lồng bắt tôm hùm của ngư dân bị rơi do bất cẩn, hoặc có thể là hải sản tươi sống bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhưng khi lại gần hơn, họ mới giật mình nhận ra đó là một chiếc vali đen có khóa số được quấn chặt nhiều vòng bằng dây ni lông màu xanh lam. Tưởng mình vớ được kho báu, hai người hăm hở dùng dao nhỏ cắt dây để mở vali. Nhưng ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến họ kinh hoàng lùi lại. Và khi nhìn vào bên trong chiếc vali kia, họ mới tá hỏa phát hiện một bàn chân người trắng bệch. Hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hoàng, hai người đàn ông lập tức gọi điện báo cho lực lượng hiến binh biển. Giữa bữa trưa, nhận được tin báo khẩn cấp, hiến binh biển hay chính là lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tại các thị trấn ven biển và vùng nông thôn, đã nhanh chóng điều xuồng cao tốc đến hiện trường. Chiếc vali được đưa về đơn vị điều tra hình sự để tiến hành khám nghiệm tử thi. Tại đây, đội ngũ pháp y cẩn trọng xem xét từng chi tiết nhỏ. Bên trong chiếc vali kia, một người đàn ông đang cuộn tròn trong tư thế bảo thai, được bọc kín lại bằng nhiều lớp túi ni lông. Thi thể ông đã trương phình, trắng bệch do ngâm nước biển nhiều ngày. Nạn nhân mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài, áo phông đỏ bên trong với rất nhiều vết rách quanh cổ áo. Phía dưới là một chiếc quần jean tối màu và đi chân đất. Cổ tay, đùi và bắp chân đều bị trói chặt. Thi thể người đàn ông cao 1m79, nặng 70kg, dáng người mảnh khảnh. Râu và lông trên cơ thể đã được cạo sạch sẽ. Trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Nhưng điều đáng chú ý là trong túi quần của anh ta, người ta tìm thấy một ít tiền mặt và một chiếc chìa khóa. Kỳ lạ thay, toàn bộ khuôn mặt của nạn nhân, từ cằm đến đỉnh đầu, bị cuốn chặt bằng băng keo hai mặt có độ dính cao, như thể một xác ướp vậy. Điều này cho thấy kẻ sát nhân rất căm hận nạn nhân. Và khi từng lớp băng keo được gỡ ra, khuôn mặt người đàn ông dần hiện ra với mái tóc đen, sống mũi bị gãy, đôi mắt trợn ngược, cùng rất nhiều vết bầm trên trán và những vết hằn màu đỏ sẫm do bị xiết cổ. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do phản kháng, nhưng không vết thương nào gây tử vong cả. Sau khi khám nghiệm, các chuyên gia pháp y đã khẳng định rằng không có nước trong phổi nạn nhân, nghĩa là anh ta đã qua đời trước khi bị ném xuống biển. Nguyên nhân tử vong được kết luận là do thiếu oxy vì bị bịt kín mặt dẫn đến ngạt thở. Dựa vào ngoại hình, các nhà điều tra nhận định người đàn ông này đến từ một quốc gia thuộc vùng Maghreb ở Bắc Phi, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, có thể là Maroc hoặc là Algeria. Thêm nữa, hàm răng của nạn nhân còn khá chắc, không sâu hay là có răng giả, da dẻ thì tương đối sạch sẽ. Điều này cho thấy là trước khi qua đời, anh ta đã có một cuộc sống tương đối tốt. Các chuyên gia ước tính nạn nhân khoảng từ 45 đến 55 tuổi. Để nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân, đội ngũ pháp y đã lấy dấu vân tay và mẫu ADN của anh ta.
Nhưng khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia và hồ sơ ADN của những người mất tích, họ lại không tìm thấy kết quả trùng khớp nào. Điều này cho thấy người đàn ông này chưa từng có tiền án tiền sự và cũng không có người thân nào báo cáo anh ta mất tích. Có thể gia đình nạn nhân sống ở nước ngoài hoặc là có mối quan hệ giữa họ không gần gũi, ít liên lạc nên họ cũng chưa nhận ra sự biến mất của anh ta. Do thi thể đã dưới nước biển quá lâu nên không thể thu thập ADN của người khác trên thi thể nạn nhân. Các nhà điều tra suy đoán dựa vào việc nạn nhân không đi tất và giày, rất có thể vụ án đã xảy ra trong nhà. Việc tìm thấy tiền mặt trong túi quần nạn nhân cho thấy kẻ sát nhân đã hành động vội vàng, loại trừ khả năng cướp của. Vụ việc có vẻ như một án mạng trả thù. Hung thủ đã phi tang thi thể một cách cẩu thả, chứng tỏ là hung thủ có thể là người quen biết nạn nhân. Vậy thì kẻ xuống tay là ai? Động cơ gây án thật sự là gì? Vụ án ngày càng trở nên phức tạp, khiến lực lượng hiến binh ở thị trấn Lorient thành lập một đội đặc nhiệm để tập trung điều tra. Bởi vì chiếc vali được tìm thấy ở khu vực có mã bưu điện là 56 nên vụ án được đặt tên là Valise 56. Các đơn vị hiến binh trên khắp nước Pháp cũng được huy động để hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân. Nhưng thông báo đã được gửi đi khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín. Họ không có bất kỳ phản hồi nào. Tình hình điều tra rơi vào bế tắc, đội đặc nhiệm buộc phải quay trở lại với những phương pháp truyền thống. Họ tiến hành rất nhiều cuộc thăm hỏi trực tiếp, không quản ngày đêm, ở tất cả các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, văn phòng bất động sản, cũng như các cộng đồng dân cư trong khu vực. Thậm chí là họ còn đến cả các bến phà, cảng biển, những nơi tập trung đông người qua lại. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, họ quyết tâm điều tra tất cả mọi đối tượng đáng ngờ, bao gồm cả những người đào ngũ khỏi quân đội và những người nhập cư bất hợp pháp cũng có thể liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cho dù đã nỗ lực hết mình, họ vẫn không thu hoạch được gì. Điều này thực sự là rất kỳ lạ. Phải chăng người đàn ông này là một người đến từ một nơi xa lạ nào đó, ít ai biết đến? Không một ai trong khu vực nhận ra anh ta và cũng không ai trông thấy người đã ném chiếc vali kia xuống biển. Bế tắc trong việc tìm kiếm nhân chứng, các nhà điều tra quay trở lại bàn làm việc, cẩn thận phân tích những chứng cứ hiện có. Họ nhận thấy chiếc vali được sản xuất tại Trung Quốc. Quần áo của nạn nhân là của những thương hiệu thời trang phổ biến. Sợi dây thừng màu xanh lam được sản xuất tại Ý và bán trên khắp nước Pháp. Chỉ tính riêng trong khu vực này đã có tới 466 điểm bán. Tuy nhiên, việc mua dây thừng không yêu cầu giấy tờ tùy thân nên rất khó để xác định người mua. Để thu hẹp phạm vi điều tra, lực lượng hiến binh đã nảy ra một ý tưởng độc đáo. Họ lấy mẫu cát từ bên trong chiếc vali và dây thừng, sau đó họ so sánh mẫu cát này với mẫu cát từ hơn 50 bãi biển trong khu vực. Kết quả thật bất ngờ. Chiếc vali được ném xuống từ bãi biển Lamoille, phía nam thị trấn Lorient. Tiếp theo, các chuyên gia tiến hành phân tích các vi sinh vật trong chiếc vali. Kết quả đó cho thấy đó là những sinh vật phù du thường sống ký sinh trên một loài tôm hoang dã rất phổ biến ở vùng biển này. Quan trọng hơn, các chuyên gia khẳng định rằng phải mất ít nhất là 3 tuần để những sinh vật này phát triển. Nghĩa là chiếc vali đã trôi trên biển ít nhất là 1 tháng. Nhưng chừng đó thông tin vẫn là chưa đủ để giải mã những bí ẩn của vụ án này. Do ngâm trong nước biển lâu ngày, cộng với thời tiết nóng bức của mùa hè, thi thể người đàn ông đã phân hủy nghiêm trọng, hoàn toàn không thể nhận dạng. Các nhà điều tra lại đặt hy vọng vào khoa học kỹ thuật. Tại phòng thí nghiệm, họ đã sử dụng những kỹ thuật phục dựng khuôn mặt tiên tiến nhất dựa trên hộp sọ và đặc điểm khuôn mặt còn sót lại của nạn nhân. Sau nhiều tháng nỗ lực, cuối cùng, các nhà khoa học cũng phục dựng được khuôn mặt của người đàn ông trong vali. Họ xác định đó là một người đàn ông trung niên đến từ một quốc gia địa trung hải, với gương mặt khá góc cạnh, đen xoăn và làn da nhăn nheo. Với thời gian và địa điểm phi tang nạn nhân đã được xác định rõ hơn, cộng thêm hình ảnh 3D khuôn mặt gần như hoàn chỉnh của nạn nhân, hiến binh tràn đầy hy vọng, tiếp tục điều tra trong khu vực. Nhưng thất vọng thay, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ bước đột phá nào. 8 tháng trôi qua kể từ khi phát hiện ra thi thể, vụ án Valise 56 vẫn chìm trong bí ẩn. Trong tình thế bế tắc, hiến binh quyết định công bố thông tin vụ án trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Họ hy vọng rằng động thái này sẽ giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng. Và biết đâu sẽ có người cung cấp thông tin hữu ích. Và đúng là ngay sau đó, hiến binh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những người thực sự muốn giúp đỡ cảnh sát phá án, cũng có không ít kẻ thiếu ý thức gọi điện đến chỉ để trêu đùa, gây rối. Số còn lại, mặc dù cung cấp thông tin về những người mất tích, nhưng khi đối chiếu, họ nhận ra hoàn toàn không phù hợp với mô tả về nạn nhân hoặc đã được loại trừ thông qua so sánh ADN. Việc không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, mặc dù đã nỗ lực hết sức, càng khiến các nhà điều tra tin rằng nạn nhân không phải là người địa phương. Cuộc tìm kiếm danh tính nạn nhân lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Sau nhiều tháng ròng rã tìm kiếm trong vô vọng, các nhà điều tra dường như đang rơi vào bế tắc. Bỗng một ngày, khi xem xét lại các tang chứng, Hiền Binh bất ngờ nhớ đến chiếc chìa khóa. Liệu nó có thể giải mã bí ẩn của vụ án Valis 56? Chiếc chìa khóa này có số series là CDA3MPDL, thuộc thương hiệu Vauxhall, một thương hiệu khóa cửa rất phổ biến tại Pháp. Thậm chí là ngay cả chìa khóa văn phòng của các nhà điều tra cũng của thương hiệu này. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết chiếc chìa khóa này thuộc dòng cao cấp, chỉ được sản xuất sau tháng 11 năm 2009 với số lượng có hạn 399 bộ và được phân phối trên khắp nước Pháp. Tận 339 bộ ư? Nghĩa là nếu muốn kiểm tra hết thì mỗi ngày kiểm tra một bộ cũng phải mất tới hơn một năm. Thách thức là như vậy, nhưng lực lượng hiến binh không nản lòng. Họ mang theo hình ảnh phục dựng khuôn mặt của nạn nhân, chiếc chìa khóa tang chứng cùng một danh sách dài những cái tên, lên đường đi khắp nước Pháp. Họ kiên nhẫn đến từng đại lý, từng thợ khóa một và cẩn thận đặt cùng một câu hỏi ở mỗi nơi. Cuối cùng, vào tháng 11 năm 2012, 16 tháng sau khi vụ án bắt đầu, Hiến Binh đã đến được một cửa hàng của người thợ khóa thứ 144 trong danh sách. Cửa hàng này nằm ở một thị trấn nhỏ, cách Paris 5 cây số về phía đông bắc. Các nhà điều tra lặp lại câu hỏi quen thuộc lần thứ 144. Chúng tôi là hiến binh đến từ Brittany. Xin anh hãy xem bức ảnh người đàn ông này. Chúng tôi có một chiếc chìa khóa của thương hiệu này. Anh có bất kỳ thông tin nào liên quan không? Ồ, tôi có một ổ khóa của thương hiệu đó. Người thợ khóa trả lời. Có một ngôi nhà bị rò rỉ nước. Người thuê nhà đã đến đây sửa khóa. Ông ta trông khoảng 50 tuổi. Nhưng đó là chuyện của hơn một năm rưỡi trước. Kể từ đó đến nay, ông ta không trở lại lấy khóa. Đó là một ổ khóa đắt tiền. Nói xong, người thợ lấy ra chiếc ổ khóa trị giá hơn 2.000 euro. Các nhà điều tra hồi hộp cắm chiếc chìa khóa vào ổ và nó xoay một vòng êm ru, kèm theo đó là một tiếng tách nhẹ nhàng. Cảm xúc dâng trào, các cảnh sát tưởng chừng như có thể rơi nước mắt tại chỗ. Sau bao nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng họ cũng lần ra manh mối. Có trong tay địa chỉ và thông tin người thuê nhà do người thợ khóa cung cấp, đội điều tra ngay lập tức lên đường tìm đến một căn hộ ở trung tâm Paris. Cuối cùng, họ cũng biết được danh tính nạn nhân xấu số trong chiếc vali đó. Anh ta tên là Farid Uzong. Và lần đầu tiên, mọi người được nhìn thấy dung mạo hoàn chỉnh của người đàn ông trung niên này thông qua bản sao chứng minh thư của anh ta. Căn hộ của Farid nằm ở quận 8 của Paris, một khu vực rất sang trọng và đắt đỏ. Farid sống ở tầng 4, ngay từ cửa ra vào, một chồng thư đã chất đống. Bước vào bên trong căn hộ, họ không khỏi bất ngờ. Đó là một căn hộ studio nhỏ bé, vỏn vẹn có 15m², được bài trí một cách cẩu thả, với hành lang hẹp, đồ đạc rẻ tiền. Một chiếc giường cũ kỹ, bếp ga bám đầy dầu mỡ và đồ đạc cá nhân vương vãi khắp nơi. Kết quả kiểm tra ADN chiết xuất từ bàn chải đánh răng thêm một lần nữa xác nhận người đã khuất chính là Farid. Khi thẩm vấn người quản lý căn hộ, Hiến Binh hành sự rất cẩn trọng, không tiết lộ quá nhiều thông tin vì sợ đánh động đến những người liên quan. Họ không nhắc gì đến thi thể trong vali, chỉ nói là đến để hỏi thăm thông tin thường lệ. Theo người quản lý, người đang thuê căn hộ này tên là Michaela. Tiền thuê nhà luôn được thanh toán đúng hạn, nhưng đã lâu lắm rồi, không ai nhìn thấy anh ta. Mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại đều bất thành và người quản lý cũng không biết anh ta làm nghề gì. Điều khiến các nhà điều tra cảm thấy khó hiểu là tại sao một căn hộ tồi tàn như vậy lại cần đến một ổ khóa đắt tiền đến thế. Khi điều tra sâu hơn về lý lịch của Farid, các nhà điều tra được biết anh ta đến từ Algeria ở Bắc Phi và đã 5-6 tuổi vào thời điểm qua đời. Anh ta là chủ một tiệm massage. Kỳ lạ là cho dù Farid đã qua đời từ lâu, nhưng tiệm massage của anh ta vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiệm massage này nằm ở khu Piquela, phía đông bắc Paris. Nơi đây nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động cùng vô số quán bar, câu lạc bộ về đêm.
Nơi đây còn có nhà hát Moulin Rouge, trăm năm nổi tiếng và đặc biệt là khu phố đèn đỏ với hàng loạt các cửa hàng người lớn, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới để đến tìm kiếm thú vui và giải trí. Khi xem xét sổ sách của tiệm massage, các nhà điều tra phát hiện doanh thu hàng ngày của tiệm lên tới 3.000 euro. Như vậy là mỗi tháng tiệm thu về 90.000 euro, một con số khủng khiếp. Điều này chứng tỏ là Farid, người đang sống trong căn hộ tuềnh toàng kia, thực chất là một đại gia. Vậy thì tại sao anh ta lại phải giấu giếm sự giàu có của mình tới như vậy? Câu trả lời sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa. Trong quá trình phối hợp điều tra với cảnh sát Paris, hiến binh đã phát hiện ra một sự thật động trời. Farid còn có một danh tính khác, và anh ta còn là một cảnh sát chìm. Vào thời điểm đó, cảnh sát Paris đang triệt phá các đường dây làm ăn phi pháp và mạng lưới rửa tiền ngày càng tràn lan. Họ áp dụng chiến thuật thả câu, cài một số tội phạm quay trở lại môi trường sống của chúng, và Farid chính là một trong số đó. Để tự bảo vệ, Farid đã tích cực hợp tác với cảnh sát, cung cấp cho họ những thông tin quan trọng về hoạt động phi pháp của các băng nhóm tội phạm. Vậy là trong suốt thời gian qua, Farid đã sống một cuộc sống hai mặt. Dù chưa tìm ra thêm được manh mối gì ở căn hộ của Farid, nhưng cuộc trò chuyện với người quản lý cũng hé lộ cho các nhà điều tra một vài thông tin hữu ích. Người quản lý có nhắc đến một người phụ nữ tên là Leila Idiyasin, một cô gái có phong cách ăn mặc nổi bật và thu hút sự chú ý. Cô ta có mối quan hệ thân thiết với Farid, nhưng kể từ khi Farid mất tích, cô ta cũng lặn mất tăm. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng tìm gặp và nói chuyện với một người phụ nữ khác. Và để tiện theo dõi, chúng ta hãy tạm gọi cô ấy là cô B. Cô B kể rằng, khi làm việc cho Farid, cô ấy nhận ra Farid là một kẻ say mê chuyện người lớn và coi trọng tiền bạc. Vào thời điểm đó, Farid đã ngoài 50 tuổi, sống cô độc và không gần gũi với gia đình. Cô B từng được Farid thuê để thực hiện các dịch vụ massage nhạy cảm. Khi cô ấy muốn từ bỏ công việc này, Farid đã nổi giận và nhanh chóng tìm một cô gái trẻ hơn để thay thế, và đó chính là Leila. Sau một buổi thử việc đầy căng thẳng, Leila với tuổi trẻ, dung nhan xinh đẹp đã được nhận vào làm và nhanh chóng trở thành ngôi sao, thu hút rất nhiều khách hàng đến với tiệm của Farid. Sau này, cô B đã chuyển sang làm đối tác cho một tiệm massage khác. Farid coi đó như một sự phản bội. Hắn ta sử dụng mối quan hệ của mình với cảnh sát để tố cáo cô B với chính quyền, khiến cô ấy bị bắt giam. Kể từ đó, Farid và Leila trở thành cặp bài trùng. Cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài, mang theo nhiều tiền mặt và sống một cuộc sống xa hoa. Càng đi sâu vào cuộc điều tra, chân dung của Farid càng hiện rõ. Hắn ta không chỉ đơn thuần là một chủ tiệm massage. Thực chất, hắn ta đang điều hành nhiều cơ sở massage trá hình ở khu Piquele và kiểm soát một đế chế ngầm lớn. Trong khi hiến binh bận rộn đi khắp nước Pháp để tìm kiếm manh mối từ chiếc chìa khóa, thì ở Paris, cảnh sát địa phương cũng không ngồi yên. Hơn một năm trôi qua mà không thấy tung tích của Farid. Họ đã tìm đến Leila để hỏi thăm thông tin, nhưng Leila khẳng định rằng cô ta không biết là Farid đã đi đâu. Không có thông tin, không có thi thể, vụ việc được xem là mất tích cho tới tận 2 năm sau, khi đội hiến binh từ Pohutane cách đó 500 cây số khẳng định Farid đã qua đời từ lâu và anh ta đã bị ném xuống biển. Những thông tin mới trong quá trình điều tra khiến các nhà điều tra đã vô cùng bất ngờ. Dù có thu thập khủng thì Farid vẫn lĩnh trợ cấp xã hội hàng tháng bằng cách giả vờ nghèo khó, sống trong căn hộ tồi tàn. Không những vậy, anh ta còn có tài khoản bí mật ở Maroc và Luxembourg, thường xuyên chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền nhỏ để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Tổng số tiền mà các nhà điều tra phát hiện đã lên tới hơn 4 triệu euro. Kỳ lạ hơn nữa là sau khi Farid qua đời, tiền vẫn tiếp tục chảy vào các tài khoản của anh ta. Điều này khiến mọi người nghi ngờ Leila có thể liên quan đến sự việc này. Leila sinh năm 1985 ở một thị trấn nhỏ gần Paris. Cô ta lớn lên trong cảnh nghèo khó, gia đình đông anh chị em. Năm 2003, cô ta lên Paris với ước mơ đổi đời, trở thành diễn viên. Nhưng cuộc sống không như là mơ. Để kiếm sống, Leila buộc phải vào làm việc tại tiệm massage và gặp Farid tại đây. Ban đầu, Leila vừa là nhân tình, vừa là nhân viên của Farid. Nhưng vài năm sau, do áp lực công việc quá lớn, cô ta muốn bỏ việc. Tuy nhiên, Farid đã không chấp thuận. Vào tháng 6 năm 2011, Leila cùng Farid đến Maroc. Tại đây, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Chứng kiến cuộc sống xa hoa, phong túng của Farid tại đây, Layla mới ngộ ra sự thật phũ phàng. Hầu hết số tiền mà Farid đang hưởng thụ là do cô ta kiếm được từ công việc bán thân. Trở về Pháp, cô ta lại buộc phải tiếp tục giúp Farid giả nghèo để lĩnh trợ cấp. Sự thức tỉnh muộn màng khiến Layla vô cùng ấm ức và bất mãn. Cô ta cảm thấy mình chỉ là một công cụ để Farid lợi dụng, từ chuyện thể xác đến việc kiếm tiền và rửa tiền. Chưa hết, trong thời gian này, tiệm massage lại bị những kẻ giả danh cảnh sát tấn công, đe dọa để tống tiền, khiến Layla luôn sống trong sợ hãi nhưng không dám báo cảnh sát. Farid thì hoàn toàn thờ ơ trước tình cảnh của cô, vẫn tiếp tục bóc lột cô cho tới tận cùng. Layla cũng hiểu rằng nếu cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì Farid có thể dễ dàng thay thế cô ta bằng một người khác trẻ hơn. Liệu rằng có phải là chính những suy nghĩ như vậy đã khiến Layla xuống tay với Farid? Khi nghi ngờ dành cho Layla ngày càng lớn thì đội điều tra đã xem xét lại hồ sơ tài chính của tiệm massage và họ nhận thấy một cái tên rất đáng chú ý. Elodie Letoulec. Cô gái này từng làm việc tại tiệm massage vào tháng 6 năm 2011, chỉ một tháng trước khi thi thể của Farid được phát hiện và nghỉ việc vào mùa hè năm đó. Hiện tại, Elodie đang làm tiếp viên tại một quán bar. Điều khiến các nhà điều tra chú ý đến Elodie chính là họ trong tên cô. Letoulec có nguồn gốc từ vùng Lohian, Bhutani, nơi chiếc vali chứa thi thể được ném xuống. Cũng giống như Layla, Elodie cũng từng ấp ủ giấc mơ trở thành diễn viên kịch ở Paris Hoa Lệ. Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Elodie sống với bố, bị cuốn hút bởi ánh đèn sân khấu lấp lánh. Cô lên Paris để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, nhưng cuộc sống phồn hoa tại thủ đô khiến cô choáng ngợp. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ buộc cô phải làm thêm. Rồi cô chia tay người yêu, một nhạc công và mọi thứ dồn lại khiến cô rơi vào trầm cảm. Để quên đi nỗi buồn, Elodie bắt đầu dùng thuốc và dần dần mắc nợ. Trong lúc tuyệt vọng, cô bị thu hút bởi một team tuyển dụng với mức lương cao tại tiệm massage của Farid. Và như chúng ta đã biết, Elodie chỉ làm việc tại đây trong một thời gian ngắn, sau đó chuyển sang làm tiếp viên tại một quán bar. Nhưng bất ngờ là câu chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Hiện tại Elodie cũng đang chuẩn bị để trở thành một nữ cảnh sát. Cô ấy đã vượt qua mọi bài kiểm tra, sẵn sàng bước sang một trang mới hoàn toàn trong cuộc đời. Từ một nhân viên massage trở thành một nữ cảnh sát, đây phải nói là một bước ngoặt quá lớn. Nếu Elodie có thể thay đổi số phận của mình, điều đó cho thấy xã hội Pháp thực sự rộng lượng và bao dung. Nhưng liệu số phận có mỉm cười với cô gái này? Đến tháng 5 năm 2013, sau nhiều tháng theo dõi Layla và Elodie, hiến binh vẫn không phát hiện thấy bất cứ hoạt động đáng ngờ nào có liên quan đến họ. Vậy là họ quyết định tung hỏa mù, tiết lộ một số thông tin về vụ án Valit 56 cho giới truyền thông với hy vọng sẽ khiến hung thủ lộ diện. Và quả nhiên, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, các tờ báo đua nhau đăng tải rầm rộ về bước đột phá trong vụ án thi thể trong vali. Danh tính nạn nhân cũng được công bố, đó chính là ông chủ của một tiệm massage ở Paris, được biết đến với bí danh Micaela. Tối hôm đó, chuông điện thoại của Elodie bỗng reo vang. Đó là cuộc gọi từ một người bạn của cô, giọng nói đầu dây bên kia run run, lo lắng. Này, cậu có xem tin tức hôm nay không? Nhớ nhá, đừng nói gì với ai đấy, nhất là bố cậu. Dứt lời, người bạn vội vàng cúp máy. Các hiến binh đang theo dõi cuộc gọi lập tức căng thẳng. Vai trò của bố Elodie trong vụ án này là gì? Liệu người bạn này có phải là đồng phạm hay là người biết rõ nội tình? Ngay lập tức, hiến binh đã triệu tập người bạn này và bố của Elodie là ông Pierre-Ric Telua để thẩm vấn. Đối diện với những câu hỏi của cảnh sát thì người bạn đã nhanh chóng khai nhận rằng Elodie từng tâm sự với anh ta về việc cô có liên quan đến một vụ án mạng ở khu Pilegue, Paris. Nạn nhân chính là ông chủ tiệm massage Farid. Người bạn còn cho biết là sau khi gây án, Layla và Elodie đã thuê một chiếc xe taxi chở chiếc vali bên trong có ông chủ tiệm massage đến bờ biển gần thị trấn Lohian và ném xuống biển. Người đã giúp đỡ họ chính là bố của Elodie. Bố của Elodie cũng được triệu tập đến đồn cảnh sát. Ông ta rất sợ hãi nhưng sau đó đã thành thật khai báo mọi việc. Ông ta cho biết, ban đầu khi nghe Elodie kể chuyện, ông ta đã không tin và nghĩ rằng là con gái đang nói đùa. Nhưng khi tin tức về vụ án được công bố, ông ta mới tá hỏa nhận ra rằng Elodie thực sự là đã nhúng tay vào vụ án mạng này. Lời khai của người bạn và bố của Elodie chính là bước đột phá quan trọng của vụ án. Hiến binh nhanh chóng đến nhà của Layla
Elodie và bố cô ta bắt giữ cả ba người. Thật bất ngờ là Leila lại tỏ ra rất bình tĩnh sau khi bị bắt. Cô ta thản nhiên kể về quá khứ của mình với Farid. Cô ta cho biết vì họ đã từng sống chung trong một căn hộ nên cô ta là người trả tiền thuê nhà và các khoản chi phí sinh hoạt. Trong thời gian thất nghiệp, không có thu nhập và bị ốm nặng, cô ta đã dùng tiền trong tài khoản của Farid, thậm chí là còn lĩnh trợ cấp xã hội. Leila cho rằng, ngoài những chuyện đó ra thì cô ta không biết gì về vụ án. Cô ta hoặc là né tránh trả lời, hoặc là im lặng. Có lẽ Leila tin rằng, chỉ cần cô ta không mở miệng thì vài ngày nữa sẽ được thả ra. Trong khi Leila nhất quyết phủ nhận mọi cáo buộc thì Elodie lại không giữ được bình tĩnh. Trong cuộc thẩm vấn, cô ta hoảng loạn tột độ, xin giấy bút và bắt đầu viết, vẽ lại để kể lại chi tiết vụ án cho hiến binh. Elodie khai rằng cô ta chỉ biết Farid với cái tên là Mikael. Hắn ta là một người đàn ông cộc cằn, bạo lực, tàn nhẫn và có tính kiểm soát cao, khiến cả cô ta và Leila đều sống trong sợ hãi. Là ông chủ, Farid không ngừng bóc lột sức lao động của hai cô gái này. Điều này khiến họ ấm ức, oán hận hắn sâu sắc. Ngay cả khi Leila bị ép làm việc quá sức, kiệt quệ về thể chất, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, Farid vẫn không tha. Mặc dù là người tình, nhưng Farid lại coi Leila như một cỗ máy in tiền. Hắn ta kiếm bộn tiền từ những cô gái trẻ, nhưng lại chỉ trả cho họ một khoản lương ít ỏi. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Leila và Farid đã cãi nhau to ngay tại tiệm massage ở Paris. Nguyên nhân của cuộc cãi vã là do tiền bạc và một số vấn đề lặt vặt. Leila yêu cầu Farid ký vào một số giấy tờ có lợi cho ông ta, nhưng bị hắn phản đối quyết liệt. Lúc này, Elodie đang ở gần đó. Cô ta thấy Leila bất ngờ nổi giận và ném cốc cà phê vào mặt Farid. Bị tấn công bất ngờ, Farid vội che mặt và cố thoát thân bằng cách kéo cửa cuốn xuống. Nhưng Leila đã mất kiểm soát. Những ấm ức dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Cô ta lao vào phòng ngủ, vờ lấy một chân nến và tác động mạnh vào phần đầu Farid. Hắn ta lập tức gục xuống tại chỗ. Trong cơn giận dữ tột độ, Leila lại vờ lấy một dây điện quấn quanh cổ Farid. Elodie cũng lao vào giúp sức. Hai cô gái cùng kéo mạnh sợi dây điện từ hai phía cho tới khi Farid bất tỉnh và không còn dãy giụa. Khi được hỏi về cách thức phi tang, Elodie chỉ nhớ mang máng rằng Leila đã liên lạc với anh chị em của mình để xin sự giúp đỡ, nhưng tất cả đều từ chối. Lúc này, Leila phải một mình đối mặt với Farid. Ban đầu, cô ta định dùng axit mạnh để phân hủy, nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị phá sản bởi tiệm massage này lúc nào cũng đông người qua lại. Sau nhiều lần năn nỉ của Leila, cuối cùng Elodie cũng đồng ý giúp cô ta phi tang. Cả hai đã mua một chiếc vali và bắt taxi đi 5 tiếng đồng hồ đến quê nhà của Elodie. Tại bãi biển Lamoa mà chúng ta đã biết, thuyền của bố Elodie đang chờ sẵn. Tình yêu thương con khiến ông dằn vặt giữa hai lựa chọn, báo án hoặc che giấu tội ác cho con. Và cuối cùng, ông đã chọn cách bảo vệ con gái mình. Họ ném chiếc vali ra giữa biển. Phi tang xong, Elodie trở về Paris. Cô ta cắt đứt liên lạc với Leila và cố gắng sống bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta không thể ngăn bản thân khỏi những cơn hoảng loạn, lo sợ và dằn vặt. Elodie lại sa vào con đường nghiện ngập và buộc phải điều trị tâm lý. Sau đó, Elodie nghỉ việc tại tiệm massage, quyết tâm làm lại cuộc đời. Thậm chí cô ta còn thi đỗ vào trường cảnh sát và chuẩn bị làm một nữ cảnh sát. Nhưng đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Số phận trớ trêu kia đã khiến cho chiếc vali nổi lên và hiến binh đã tìm đến tận nhà các cô gái. Giấc mơ hoàn lương của Elodie tan thành mây khói. Trong quá trình điều tra, hiến binh đã tìm đến cửa hàng nơi Leila và Elodie mua vali và gặp người tài xế taxi đã chở hai cô gái hôm đó. Cả hai đều nhớ rõ mặt Leila và Elodie và đã cung cấp những lời khai quan trọng cho đội điều tra. Hai năm sau khi vụ án xảy ra, Leila, Elodie và bố của Elodie bị đưa ra xét xử. Vì Pháp đã bãi bỏ án tử hình, nên Leila và Elodie phải đối mặt với mức án tù cao nhất là chung thân. Trong khi bố của Elodie vì đã giúp sức trong quá trình phi tang nên có thể phải ngồi tù 2 năm. Tại phiên tòa, Leila vẫn ngoan cố chối tội. Cô ta cho rằng Elodie đang bịa đặt và bị ảo giác do sử dụng chất cấm. Lúc đó cô ta không có mặt tại tiệm massage thì làm sao mà cô ta đã biết được những chuyện gì xảy ra? Leila nói. Vậy thì liệu Elodie có nói dối hay không? Để chống lại lời khai của Leila,
Viện Kiểm sát đã yêu cầu các nhà điều tra thu thập thêm chứng cứ. Kết quả điều tra cho thấy, người đã giả mạo chữ viết của Farid để rút tiền, viết thư và ký tài liệu sau khi Farid qua đời chính là Layla. Hơn nữa, túi ni lông và băng keo dùng để bọc lại nạn nhân cũng được Layla mua tại một cửa hàng bán đồ kim khí. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra Layla mới chính là kẻ chủ mưu trong vụ án này. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, luật sư của Layla và Elodie đã tìm cách bào chữa cho thân chủ của mình. Luật sư lập luận rằng cả hai cô gái đều không ổn định về mặt tâm lý, sức khỏe yếu và đã bị Farid bóc lột trong một thời gian dài. Họ phải làm việc trong một môi trường độc hại, 7 ngày một tuần, từ sáng đến tối, có khi phải phục vụ hơn chục khách mỗi ngày. Họ bị áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Luật sư còn cho biết thêm, Farid là một kẻ thực dụng, ích kỷ và tham lam. Hắn ta luôn kiểm soát nghiêm ngặt Layla và Elodie, thậm chí là còn có những hành vi bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Để minh chứng cho điều này, một số người, trong đó có cả những cảnh sát Paris từng làm việc với Farid cũng đã được mời đến tòa để làm chứng. Họ đều khẳng định rằng Farid là người nóng nảy, thường xuyên động chân động tay với nhân viên. Năm 2014, 3 năm sau khi vụ án xảy ra, hội đồng xét xử đã tuyên án. Layla, với vai trò chủ mưu, bị kết án 12 năm tù giam. Elodie, với vai trò là đồng phạm, bị kết án 6 năm tù giam. Bố của Elodie, vì tội che giấu và giúp sức phi tang, bị kết án 1 năm tù giam và 1 năm tù treo. Ngay tới đây, Layla bất ngờ òa khóc nức nở. Không biết cô ta đang thực sự hối hận vì tội lỗi của mình hay là đang oán trách số phận đã khiến cô ta gặp nhầm người. Cho đến nay, cả ba người liên quan đến vụ án Valid 56 đều đã chấp hành xong án phạt và được trở về với cuộc sống tự do. Do có tiền án tiền sự, Elodie không thể tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành cảnh sát. Cô ta đang theo học ngành tâm lý và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ. Layla thì hoàn thành khóa học nghề làm đẹp và trở thành một chuyên viên làm đẹp. Cả hai cô gái đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ lầm lỗi của mình để bước tiếp trên con đường hoàn lương. Gia đình của Farid có vẻ không quá bận tâm đến vụ án của hắn ta. Hắn không có vợ con, ít khi liên lạc với gia đình và cũng không có bạn bè thân thiết. Danh tính của những khách hàng VIP của Farid được cho là có cả hoàng tộc Ả Rập hay châu Âu cũng chưa bao giờ được tiết lộ. 9 năm mệt mỏi, mất trí mà không rõ là bản thân bị bệnh gì. 92 lần quan hệ trong vô thức với 72 người đàn ông lạ mặt mà không biết đó là ai. Đó là nỗi bi kịch không thể nói nên lời của Gisèle Péricot, một người phụ nữ Pháp hiền hậu, sống khép kín và cả đời chưa từng tơ tưởng tới ai ngoài chồng. Vậy thì bi kịch này của bà từ đâu mà có? Hãy cùng chúng mình đến với vụ án chấn động nước Pháp mang tên Gã chồng bệnh hoạn, 9 năm bẫy vợ cho 72 gã đàn ông lạ mặt. Những năm gần đây, bà Gisèle Péricot luôn cảm thấy sức khỏe của mình giảm sút rõ rệt. Bà luôn tỉnh dậy trong trạng thái nhức mỏi toàn thân, đầu óc trống rỗng và mệt mỏi. Lo lắng, bà đã nhiều lần đi khám bác sĩ nhưng không ai có thể gọi tên chính xác vấn đề mà bà đang gặp phải. May mắn thay, bên cạnh bà vẫn luôn có sự đồng hành của chồng, ông Dominic Péricot. Ông lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm và chăm sóc bà, khiến Gisèle tin rằng mình đã tìm được đúng người để đồng hành trong cuộc đời này. Thế nhưng, có mấy ai hay, niềm hạnh phúc ấy sẽ sớm bị đứt đoạn bởi một vụ bê bối có 102 trong lịch sử tư pháp nước Pháp. Nạn nhân chính là bà Gisèle Péricot, còn thủ phạm chính là người mà không ai có thể ngờ tới. Gisèle Péricot sinh năm 1951 trong một gia đình bình thường ở miền Bắc nước Pháp. Năm 19 tuổi, cô gặp Dominic Péricot, một chàng trai cùng tuổi. Hai năm sau, năm 1973, họ tiến tới hôn nhân trong lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Tuy nhiên, ngay từ khi mới kết hôn, Gisèle đã cảm thấy chồng mình có những bí mật riêng. Dù vậy nhưng cô lại không muốn tìm hiểu bởi cô ấy cho rằng ai cũng có những chuyện riêng và không nên soi mói vào cuộc sống của người khác dù cho đó là chồng mình. Vì vậy, Gisèle đã quyết định tôn trọng không gian riêng của chồng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Trong mắt mọi người, cả hai là một cặp đôi trong mơ. Còn trong mắt Gisèle, Dominic là một người chồng tốt. Ban đầu, anh ta học nghề thợ điện, sau đó lại thi lấy chứng chỉ kinh doanh bất động sản.
kiếm tiền từ việc môi giới cho người dân mua bán nhà cửa. Còn Giselle làm việc cho một công ty điện lực của Pháp với công việc ổn định. Sau khi kết hôn, họ lần lượt đón hai người con trai là David và Francois cùng một cô con gái tên là Caroline. Gia đình nhỏ này sinh sống ở thị trấn Villiers-sur-Marne thuộc vùng ngoại ô thành phố Paris. Theo lời kể của các con, tuổi thơ của họ rất hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương nhau và tình cảm của các thành viên trong gia đình cũng rất tốt. Tuy nhiên, thực tế thì cuộc sống hôn nhân luôn có những lúc thăng trầm. Như chúng ta đã biết, Dominic làm nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, do thu nhập không ổn định nên anh ta đã chuyển sang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty máy tính. Vào những năm đó, chi phí sinh hoạt của gia đình khá lớn nên họ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. May mắn là có đồng hương của Giselle. Cô làm việc chăm chỉ và còn được thăng chức lên quản lý. Tuy nhiên, vào năm 2001, bà bất ngờ phát hiện ra chồng đang nợ tới 75.000 euro mà không có khả năng chi trả. Tức giận và thất vọng, bà đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng thực ra là vợ chồng Giselle không hề xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Họ ly hôn chỉ vì muốn bảo vệ tài sản của gia đình khỏi các chủ nợ, bởi Dominic vẫn muốn sống cùng vợ con ngay cả khi cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn, và sau đó anh ta còn xin được công việc tại chính công ty của vợ. 7 năm sau, năm 2007, cả hai quay lại với nhau và tái hôn. Thời gian trôi qua, các con của họ cũng lần lượt trưởng thành, lập gia đình và ra riêng sống. Khi đến tuổi nghỉ hưu, cặp vợ chồng già này cùng nhau đưa ra một quyết định quan trọng. Họ muốn tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách trọn vẹn nên đã bán nhà ở thành phố Paris náo nhiệt và chuyển tới sống tại một thị trấn yên bình ở nông thôn. Vào tháng 3 cùng năm, họ dọn đồ đạc và chuyển đến thị trấn Mazan thuộc tỉnh Vaucluse gần thành phố Avignon ở miền đông nam nước Pháp. Ba người con vô cùng ủng hộ quyết định này của bố mẹ. Khí hậu ở đây ôn hòa, xung quanh là những vườn cây ăn quả sai chĩu và khung cảnh nông thôn tuyệt đẹp, nhịp sống chậm rãi và yên bình, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Từ đó về sau, ba người con và bảy đứa cháu của cặp vợ chồng Giselle thường xuyên đến nhà họ chơi và nghỉ lại. Tuy nhiên, có một sự việc đáng tiếc đã xảy ra, phá vỡ nhịp sống bình yên của họ. Giselle bắt đầu có những triệu chứng lạ về sức khỏe. Bà gầy rộc đi, tóc rụng nhiều và thậm chí là còn bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian dài. Bà cũng thường xuyên tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân. Hoảng hốt, bà gọi điện cho con cái và nói: "Mẹ nhớ các con quá, sao các con không ghé thăm bố mẹ?" Thế nhưng, họ chỉ vừa mới về thăm bố mẹ vài ngày trước. Tình trạng của Giselle khiến cho tất cả đều lo lắng. Mọi người nghĩ rằng có lẽ là bà bị bệnh Alzheimer, mất trí hay thậm chí là ung thư hay là u não. Bà được chồng đưa đi khám ở rất nhiều nơi, nhưng các bác sĩ đều cho biết sức khỏe của bà rất bình thường, không phát hiện ra khối u hay dấu hiệu của bất cứ căn bệnh nào trong não bộ cả. Vì vậy, họ chỉ khuyên bà nên nghỉ ngơi, giảm stress. Không giải quyết được mối lo, nỗi sợ hãi và bất an luôn quẩn quanh trong tâm trí Giselle, khiến cân nặng của bà giảm dần. Mỗi lần thức dậy, bà cảm thấy rất sợ hãi vì không thể nào nhớ lại được những chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Bà như rơi vào một hố đen và cố gắng vùng vẫy, thoát ra mà không được. Bà cố gắng hồi tưởng lại những giấc mơ, nhưng ngoài cơn đau nhức toàn thân thì bà không nhớ được gì cả. Kinh khủng hơn, bà còn phát hiện ra mình bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Bác sĩ khuyên bà phải chú ý hơn đến vệ sinh cá nhân. Thế nhưng bà vốn dĩ rất cẩn thận trong chuyện này, vậy nên bà không hiểu tại sao mình lại mắc bệnh. Bất lực và tuyệt vọng, bà quay sang giấu mọi người về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng con cái bà vẫn có thể nhận ra những biểu hiện bất thường của mẹ. May mắn thay, lúc này bà luôn có chồng là Dominic ở bên cạnh. Ông động viên và an ủi: "Em chỉ già và hơi mệt mỏi một chút thôi." Giselle biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bà tiếp tục âm thầm tìm kiếm giải pháp chữa trị. Nỗi sợ hãi và bất lực vẫn luôn ám ảnh bà. Sức khỏe yếu kém cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bà rất nhiều. Dù là tuýp người sống rất độc lập, nhưng Giselle không dám lái xe hay đi đâu một mình nữa vì sợ quên đường về nhà. Vì vậy, bà ngày càng phụ thuộc vào chồng hơn. Bà nói với bạn bè: "Thật may mắn khi tôi có một người chồng tuyệt vời như vậy.
Thế nhưng, một lần nữa ông trời lại thử thách bà. Ngày 12 tháng 9 năm 2020, sau khi từ miền Nam nước Pháp trở về nhà sau chuyến du lịch, Giselle bất ngờ nhận được điện thoại từ cảnh sát. Họ cho biết Dominic đã bị bắt. Bà choáng váng khi biết tin chồng bà đã làm gì nên tội. Cảnh sát cho biết họ bắt Dominic vì ông ta quay lén phụ nữ tại một cửa hàng tiện lợi trong thị trấn. Nghe thấy điều này, phản ứng đầu tiên của Giselle là bà rất bất ngờ và hoài nghi. Bà cho rằng cảnh sát đã nhầm. Dominic, người chồng đã sống cùng bà hơn 50 năm, vẫn luôn là một người trung thực, tốt bụng, hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò là làm chồng và làm cha. Vì vậy, bà cho rằng ông sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác. Thế nhưng, thực tế lại không phải như vậy. Giselle nhanh chóng phát hiện ra cảnh sát đã nói đúng. Dominic thực sự đã quay lén nhiều phụ nữ nơi công cộng và cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng trong người ông ta. Nhưng Dominic lại biện minh cho hành động bẩn thỉu của mình là do cô đơn vì vợ vắng nhà trong suốt một tháng. Sau khi được bảo lãnh, Dominic quay trở về nhà. Không lâu sau đó, Giselle lại một lần nữa rơi vào hoang mang khi cảnh sát phát hiện ra nhiều sự thật đáng sợ khác. Khi bắt giữ Dominic, ngoài việc thu giữ thiết bị quay lén từ túi sách của ông ta, cảnh sát còn phát hiện ra nhiều đồ vật đáng nghi khác. Vì vậy, họ cho rằng Dominic là một tên tội phạm nghiện quay lén. Quả nhiên, khi có lệnh khám xét, cảnh sát tìm thấy rất nhiều bằng chứng tại nhà ông ta. Trong đó có hai chiếc điện thoại, một chiếc máy tính và nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu khác thuộc về Dominic. Ngày hôm sau, Giselle ở nhà. Bà thúc giục cảnh sát điều tra nhanh chóng để trả lại sự bình yên cho gia đình bà. Lúc này, Giselle vẫn tự trách bản thân vì đã để chồng ở nhà một mình quá lâu. Thế nhưng, sự bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau, cả Giselle và Dominic đều bị cảnh sát triệu tập. Lần này, họ bị thẩm vấn riêng biệt. Cảnh sát bắt đầu dò hỏi Giselle về mối quan hệ của bà và chồng. Họ muốn biết về chuyện chăn gối của hai người. Giselle bị sốc. Bà biết chồng từng lấy lý do không quan hệ với vợ trong suốt một tháng để biện minh cho hành vi quay lén ở siêu thị. Thế nhưng, bà vẫn cho rằng cảnh sát không nên hỏi những câu riêng tư như vậy. Điều khiến bà càng thêm khó chịu là câu hỏi tiếp theo của cảnh sát. Họ muốn biết rằng có phải hai vợ chồng bà từng quan hệ tập thể hay tham gia vào câu lạc bộ hoán đổi vợ chồng hay không. Nghe xong, Giselle cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối. Là một phụ nữ lớn tuổi và đứng đắn, bà ấy thực sự không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi như vậy. Bà kiên quyết phủ nhận mọi thứ và nói rằng, "Không, không bao giờ, tôi luôn chung thủy với chồng. Tôi thậm chí còn không thể chấp nhận được việc bị đàn ông khác chạm vào người. Làm sao mà tôi có thể làm những chuyện đó?" Đến đây, viên cảnh sát ngừng lại và đưa cho Giselle xem một bức ảnh chụp cảnh trong một phòng ngủ. Trong ảnh, một người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh có một người đàn ông. Giselle không hề nhận ra những người trong ảnh. Bà thắc mắc không biết tại sao cảnh sát lại cho bà xem bức ảnh này. Họ yêu cầu bà nhìn kỹ bối cảnh trong ảnh, đặc biệt là chiếc tủ đầu giường xem có thấy quen thuộc không. Đây có phải là phòng ngủ của bà không? Giselle nhìn kỹ hơn và nhận ra, dường như đây chính là phòng ngủ của mình. Nghe vậy, cảnh sát tiếp tục đưa bức ảnh thứ hai cho bà xem. Giờ thì bà đã hoàn toàn chắc chắn rằng người phụ nữ đang nằm trên giường chính là bà. Và bối cảnh trong bức ảnh chính là phòng ngủ của bà. Chiếc giường với ga trải giường in hoa văn mà bà yêu thích. Vậy người đàn ông lạ mặt trong ảnh là ai? Tại sao ông ta lại nằm ngay cạnh bà như vậy mà bà không hề hay biết? Những bức ảnh này được chụp khi nào? Hóa ra, cảnh sát đã phát hiện ra một thư mục bí ẩn trong máy tính của Dominic. Thư mục này chứa hàng nghìn bức ảnh và video về Giselle. Chính xác hơn là cảnh Giselle bị nhiều người đàn ông khác nhau giở trò khi bà không còn tỉnh táo. Và mục đích chính của việc cảnh sát thẩm vấn Giselle là để họ có thể nhẹ nhàng thông báo cho bà về sự tồn tại của những bức ảnh kinh khủng này. Sau này, cảnh sát còn cho biết họ tìm thấy hơn 20.000 bức ảnh và video như vậy. Dominic còn cẩn thận ghi chú thời gian và ngày tháng cụ thể cho mỗi ảnh và video. Ví dụ, trong một thư mục mang tên 26 tháng 5 năm 2020, đêm Mark Sodu lần 5, người xem đều có thể dễ dàng nhận ra một người đàn ông đã 5 lần liên tiếp giở trò với Giselle vào cùng ngày này.
Cảnh sát cũng cho biết những thư mục này liên tục được cập nhật trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2020. Quá sốc và sợ hãi, Giselle khẳng định rằng bà không hề hay biết chuyện gì về những bức ảnh và video này. Dựa vào biểu cảm và hành động của bà trong video, cảnh sát cũng tin rằng bà ấy nói thật. Bởi trong những đoạn video này, bà chỉ nằm im và không bao giờ thức dậy giữa chừng. Vậy Dominic, ông chồng hoàn hảo trong mắt bà sẽ nói gì về những hình ảnh kinh tởm này? Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, chồng bà ngay lập tức thú nhận hành vi tội lỗi của mình. Dominic cho biết trước khi quay video, hắn ta đã cho vợ uống rất nhiều thuốc ngủ, thậm chí là cả thuốc chống lo âu nữa. Chính những loại thuốc này đã khiến cho Giselle gần như là rơi vào trạng thái bất tỉnh và không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến sức khỏe của bà dần suy giảm trong suốt nhiều năm qua. Như vậy là Dominic đã biết rõ tình trạng cũng như nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe mà vợ mắc phải, nhưng vẫn giả vờ như không biết và tiếp tục diễn vai ông chồng hoàn hảo để che mắt thiên hạ. Thậm chí, chính hắn ta còn là kẻ gây ra tất cả. Thật quá bỉ ổi và vô liêm sỉ. Dominic cũng thừa nhận rằng, ban đầu hắn ta chỉ cho vợ uống thuốc chống lo âu bởi vì thấy thuốc này khiến vợ mình buồn ngủ. Sau đó hắn ta bắt đầu tăng liều lượng thuốc dần dần cho tới khi biết chắc rằng Giselle sẽ bất tỉnh sau khi uống. Thí nghiệm thành công và hắn ta bắt đầu giở trò đồi bại với vợ mình. Ban đầu hắn ta chỉ tự mình thực hiện hành vi bệnh hoạn ấy. Nguyên nhân của việc này là vì hắn ta biết vợ mình là tuýp người truyền thống nên sẽ không bao giờ đồng ý làm chuyện ấy nếu như còn tỉnh táo. Dần dần, Dominic ngày càng lệch lạc hơn. Hắn ta quay video lại và chia sẻ với những người cùng sở thích trên mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ một phòng chat trên mạng có tên là Without Her, His Knowledge, tạm dịch, không cho cô ấy hay anh ấy biết. Và đúng như tên gọi, chủ đề của phòng chat này là khoe khoang về việc mây mưa với bạn đời trong lúc họ không biết gì. Dominic rất được chào đón trong nhóm chat này. Hắn ta khoe khoang rất chi tiết về việc chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao và sử dụng bao nhiêu thuốc để khiến vợ mình mê man bất tỉnh. Sau đó, hắn ta chủ động mời những người đàn ông khác tới nhà để cùng thưởng thức vợ mình. Trong lời khai của mình, hắn ta kể rất chi tiết về cách thức mà hắn ta sử dụng để mời những gã đàn ông kia. Đầu tiên, hắn ta tìm kiếm những đối tượng phù hợp trong phòng chat trên mạng. Sau khi lựa chọn được những ứng cử viên phù hợp, hắn ta mới sắp xếp lịch hẹn, đồng thời lên kế hoạch cụ thể và chặt chẽ. Để tránh sự gây chú ý của hàng xóm, hắn ta yêu cầu họ đỗ xe cách nhà một đoạn rồi chờ ở bên ngoài trong hơn một giờ để chắc chắn rằng Giselle đã ngủ say. Khi bước vào nhà, họ phải cởi quần áo ngay tại bếp để cho Giselle không phát hiện ra quần áo của người lạ trong phòng. Ngoài ra, họ không được phép xịt nước hoa hay hút thuốc. Trước khi chạm vào người Giselle, họ phải rửa tay bằng nước ấm vì hắn ta sợ rằng nếu tay quá lạnh sẽ khiến cô ấy thức giấc. Hắn ta còn đứng xem toàn bộ quá trình và yêu cầu những kẻ kia không được phép sử dụng bao cao su. Và đó cũng chính là lý do khiến cho Giselle bị nhiễm nhiều loại bệnh lây lan qua đường tình dục dù bản thân bà rất sạch sẽ. Có kẻ từng cho biết ông ta bị Dominic đuổi đi sau khoảng 30 phút bởi vì Giselle có dấu hiệu tỉnh dậy. Mỗi lần xong việc, Dominic đều lau người cho vợ, cẩn thận xoa dấu vết để Giselle không phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô ấy ngủ. Sau đó, Dominic quay phim lại toàn bộ quá trình rồi đăng lên nhóm chat như một lời quảng cáo thu hút sự tham gia từ những người khác. Sau khi phân tích dữ liệu trong máy tính của Dominic, cảnh sát phát hiện ra trong suốt 9 năm, từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2020, Giselle đã bị hãm hại tới 92 lần. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu vụ quay lén trong siêu thị của Dominic không bị phanh phui thì cảnh sát không tìm ra những bằng chứng trong máy tính của hắn, thì Giselle còn bị qua mặt và bị giở trò bao nhiêu lần nữa. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, một bản báo cáo dài 370 trang được công bố cho biết đã khởi tố 51 người đàn ông liên quan đến vụ án này. Thật đáng tiếc khi có một gã đàn ông đã qua đời vì bệnh ung thư nên đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cảnh sát cho biết hầu hết những tên tội phạm này đều không có tiền án tiền sự, tuổi tác từ 26 đến 74. Nghề nghiệp của họ rất đa dạng, từ công chức nhà nước, nhân viên bưu điện, lính cứu hỏa, công nhân cho đến luật sư. Trong số này có cả những kẻ bị nhiễm HIV.
Cảnh sát cũng cho biết con số thực tế có thể lớn hơn như vậy rất nhiều bởi vì có hơn 20 người không được nhận dạng hoặc là cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chắc chắn để buộc tội họ. Đến đây, nhiều người thắc mắc là tại sao Dominic làm vậy với vợ mình? Phải chăng là hắn làm vì tiền và coi trọng tiền bạc hơn nghĩa phu thê? Thế nhưng, sau khi điều tra, cảnh sát khẳng định rằng hành vi của Dominic không liên quan gì tới tiền bạc. Hắn ta đã tự bỏ tiền mua thiết bị, không hề lấy tiền của những kẻ kia và thậm chí là còn chủ động dọn sạch sẽ cho vợ sau khi xong việc. Kinh khủng hơn, hắn ta còn quay lén cả người thân của mình. Cảnh sát phát hiện ra cả ảnh và video riêng tư của hai cô con dâu và Caroline, con gái ruột của hắn ta. Với hai cô con dâu, cảnh sát chỉ tìm thấy hình ảnh chụp lén họ đang tắm. Còn vụ việc với Caroline thì có vẻ phức tạp hơn. Trong một video, người ta thấy cô ấy nằm trên giường trong tình trạng tương tự như mẹ mình. Mặc dù không có gã đàn ông nào trong video, nhưng Caroline lại tin rằng bản thân cũng bị cha làm hại bởi vì tên của tệp tin chứa video đó là lần thành công nhất trong suốt hơn 20 năm. Thế nhưng, với riêng việc này, Dominic kiên quyết không thừa nhận. Cảnh sát tiếp tục điều tra và bắt giữ một người bạn thân của hắn ta trong phòng chat, người thường xuyên tới nhà Dominic và từng giở trò với Giselle đến tận 6 lần. Cảnh sát cũng phát hiện ra Dominic từng được mời tới nhà của người bạn này để mây mưa với vợ anh ta 5 lần. Vào năm 1991, một nữ môi giới bất động sản 23 tuổi tên Sophie đã bị sát hại tại căn hộ của cô ấy tại ngoại ô thành phố Paris. Theo kết quả khám nghiệm thì nạn nhân bị chuốc thuốc mê, sau đó bị giở trò rồi bị xuống tay. Mặc dù nghi ngờ vụ án này là do một kẻ sát nhân hàng loạt thực hiện, nhưng cảnh sát lại không thể tìm ra đủ bằng chứng để xác định hung thủ. Vì vậy mà vụ án này đã bị chìm vào quên lãng trong suốt một thời gian dài. Mãi cho tới năm 2020, sau khi so sánh ADN tại hiện trường vụ án 591 với ADN của Dominic, cảnh sát mới phát hiện chúng trùng khớp với nhau. Hắn ta nhanh chóng bị buộc tội trong vụ án này. Đối mặt với bằng chứng ADN, Dominic vẫn ngoan cố chối tội. Thế nhưng, hắn ta lại thú nhận một tội ác khác mà hắn ta đã thực hiện vào năm 1999, cũng tại một căn hộ ở ngoại ô Paris. Một cô gái 19 tuổi làm công việc kinh doanh bất động sản đã bị hắn ta gây mê. Cưỡng ép, nhưng may mắn là cô ấy đã thoát được và đi cầu cứu. Ngày 2 tháng 9 năm 2024, phiên tòa xét xử Dominic bắt đầu. Do vụ án liên quan tới rất nhiều bị cáo nên theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài vài tháng. Giselle quyết định công khai danh tính của bản thân. Ban đầu bà định ẩn danh nhưng sau đó lại muốn dùng chính câu chuyện của mình để cổ vũ, động viên những nạn nhân khác dám lên tiếng, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Giselle cũng cho biết rằng ngay sau khi biết chuyện mình bị chồng gây mê và quay lén, bà đã thu dọn đồ đạc và quyết định ly hôn ngay lập tức. Bà còn gọi ba người con tới và nói cho họ biết tất cả sự việc. Ba người con đều ủng hộ mẹ. Tại phiên tòa, Dominic xin được nói chuyện trực tiếp với Giselle và nói rằng anh có lỗi, anh hối hận vì tất cả những gì mà anh đã làm. Anh xin em hãy tha thứ cho anh. Tuy nhiên, Giselle không hề trả lời. Bà quay lưng và bước xuống bục nhân chứng. Thái độ dứt khoát của bà khiến cho người ta thấy rõ sự quyết tâm từ bỏ quá khứ đau buồn này. Tại tòa, luật sư của Dominic cho biết hắn ta từng bị tấn công lúc 9 tuổi và phải chứng kiến cảnh người lớn làm chuyện đó lúc 14 tuổi. Những chuyện này đã ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý của hắn, dẫn tới hành vi tội lỗi sau này. Hai cô con dâu của Dominic cũng đến làm nhân chứng tại phiên tòa. Người con dâu cả cho biết cô không quan tâm tới chuyện bản thân bị quay lén mà lo lắng cho các con mình hơn bởi vì có thể chúng cũng bị ông nội giở trò. Người con dâu thứ hai thì kể lại rằng cô ấy từng nghe bố chồng nói với cháu trai rằng chúng ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân nhé. Lúc đó cô ấy không nghĩ ngợi gì nhưng bây giờ hồi tưởng lại cô lại cảm thấy rợn người. Nhưng về phía Dominic, ông ta khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ làm hại các cháu bởi vì ông ta hiểu rõ nỗi đau ấy sau khi đã bị tấn công từ khi còn nhỏ. Phiên tòa xét xử Dominic vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ kéo dài tới cuối năm 2024. Mỗi lần tòa án nghỉ giải lao, Giselle lại bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay của những người ủng hộ bà. Hình ảnh kiên cường của bà khiến cả thế giới phải nể phục và trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì công lý và quyền lợi của phụ nữ. Về lý thuyết mà nói thì những kẻ có tư tưởng lệch lạc như thế này có thể là bất cứ ai,
Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đều choáng váng nếu biết kẻ đó thật sự là một nhà giáo ở ngoài đời thực. Làm thầy mà cũng suy đồi đạo đức đến như vậy ư? Nhưng không chỉ vậy đâu ạ. Vụ án nữ sinh ưu tú qua đời bi thương trước ngày tốt nghiệp, hung thủ đến từ bên kia biên giới sẽ cho bạn biết hắn còn kinh tởm và độc ác tới nhường nào. Và ngoài hắn ra thì còn vô số những trường hợp như vậy. Và xin mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung này ngay sau đây. Một đêm mùa hè năm 2021, bầu không khí ngột ngạt và oi bức. Những người bạn trong ký túc xá Đại học Kỹ thuật Ninh Ba ngạc nhiên khi trời đã khuya mà không thấy Trần Thi Quân, nữ sinh 21 tuổi, quay trở về. Cô chưa bao giờ đi chơi qua đêm mà không về phòng ôn bài như vậy. Họ đâu biết, khi họ đang chăn ấm đệm êm thì cách đó không xa, Trần Thi Quân cũng đang say ngủ. Chỉ là cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy sau giấc ngủ đó nữa. Thi thể của cô được người qua đường phát hiện trên một lối đi nhỏ, tối om ngay cạnh ngã tư Sầm Uất. Khuôn mặt cô đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức cảnh sát không thể nhận dạng được theo cách thông thường. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể xác định danh tính của cô thông qua xét nghiệm ADN và kết quả khẳng định đó chính là cô nữ sinh đi chơi không về ký túc xá, Trần Thi Quân. Một cô nữ sinh học giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng làm bố mẹ buồn lòng. Vậy thì có thể gây thù chuốc oán với ai mà lại bị ra tay dã man tới như vậy? Liệu đây chỉ là một hành động vô tình, chớp nhoáng hay là một kế hoạch tỉ mỉ được sắp xếp từ trước? Ngay sau khi nhận được điện thoại của công an thành phố Ninh Ba, cha mẹ Trần Thi Quân như gục ngã. Họ từ Thương Châu, Hà Bắc vội vã bắt xe đến Ninh Ba. Nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là thi thể lạnh ngắt của con gái mình. Người mẹ đau đớn quỳ sụp xuống đất, còn người cha chỉ có thể đứng lặng nhìn những vết thương trên người con gái. Khuôn mặt cô có hàng chục vết thương, động mạch ở cổ cũng bị cắt rất sâu. Cảnh tượng thê thảm này đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong tâm trí họ. Vậy Trần Thi Quân là ai? Tại sao cô lại bị xuống tay dã man tới như vậy? Thực ra, Trần Thi Quân là một cô gái bình thường đến từ một làng quê nhỏ. Gia cảnh của cô rất bình thường. Cha mẹ đều là những người lao động cần cù. Cả gia đình đặt hết hy vọng vào cô con gái thông minh và chăm chỉ này. Và Trần Thi Quân đã không phụ lòng mong đợi của gia đình. Cô đã thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Ninh Ba. Không chỉ học giỏi, cô còn có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Năm nào cũng nhận được học bổng. Cô mang trong mình những ước mơ, hoài bão, muốn thông qua việc học tập chăm chỉ để thay đổi số phận của gia đình. Thế nhưng, định mệnh đã rẽ sang một hướng khác sau khi cô gặp một người đàn ông tên Shadid Abdul Martin. Năm 2019, khi Trần Thi Quân bắt đầu nỗ lực nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, cô đã quen biết Shadid. Lần đầu tiên gặp vị giáo viên người Mỹ đến từ Los Angeles này, cô đã có ấn tượng rất sâu sắc bởi nụ cười tự tin và giọng nói tiếng Anh trầm ấm của anh ta. Những câu chuyện về nền văn hóa đa dạng và bầu không khí cởi mở của nước Mỹ mà giáo viên ngoại quốc này mang đến cũng làm cho cô gái trẻ càng thêm thu hút. Mở đầu, anh ta giới thiệu rằng: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Shadid đến từ Los Angeles, California. Đó là một thành phố giàu văn hóa và vô cùng đa dạng. Một thành phố chắc chắn phù hợp với một người giàu văn hóa như tôi. Tôi đã học tại Đại học Santa và Đại học Phoenix." Shadid Abdul Martin có nhiều kinh nghiệm sống, tốt nghiệp ngành quản lý dịch vụ nhân sinh tại Đại học Phoenix và từng làm công việc tư vấn cho thanh thiếu niên ở Los Angeles. Anh ta luôn tự tin nói rằng mình biết cách giao tiếp với những người thuộc các độ tuổi khác nhau và nền văn hóa khác nhau, đồng thời có thể thích nghi với mọi môi trường. Còn cô gái Trần Thi Quân của chúng ta dường như không chỉ khao khát học giỏi ngôn ngữ mà còn rất nhiệt tình với người bạn nước ngoài có hoàn cảnh khác biệt với mình, thường xuyên chủ động trò chuyện với Shadid. Shadid cũng tỏ ra rất quan tâm đến cô sinh viên thông minh này và mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Với kinh nghiệm sống phong phú, cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, Shadid đã thành công trong việc khiến Trần Thi Quân cảm thấy anh ta là một người đàn ông bản lĩnh đáng tin cậy. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng đằng sau vẻ ngoài ôn hòa và trưởng thành của Shadid ẩn chứa một quá khứ đen tối không muốn ai biết. Shadid bắt đầu dạy học ở Trung Quốc từ năm 2016. Ban đầu anh ta dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Trung tâm Anh ngữ Infant ở Ninh Ba.
sau đó chuyển sang dạy học tại Học viện Giao lưu Quốc tế của Đại học Kỹ thuật Ninh Ba. Trong thời gian giảng dạy, Shadid được đánh giá là có khả năng giao tiếp tốt, có thể kết nối với sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, theo thời gian, một số hành vi sai trái của anh ta dần lộ rõ, đặc biệt là trong mối quan hệ với các nữ sinh. Một số nữ sinh đã phản ánh với nhà trường rằng Shadid thường nhắn tin cho họ những nội dung rất khiếm nhã hoặc là những lời mời mọc không đúng chuẩn mực. Nhưng rõ ràng là những lời phàn nàn này đều không được giải quyết triệt để. Khi mới quen Trần Thi Quân, Shadid nói rằng mình chưa kết hôn và không hề đề cập đến những người bạn gái trước đây. Mối quan hệ của hai người rất thoải mái, nhưng dần dần thì Shadid bắt đầu thể hiện sự quan tâm thái quá và tính chiếm hữu đối với Trần Thi Quân. Sau khi mối quan hệ ổn định, Shadid nói với Trần Thi Quân rằng anh ta đã từng có một người vợ Trung Quốc và có một người con. Nhưng hiện tại thì hai người đã ly hôn nên anh ta đang độc thân. Shadid cũng nói rằng cuộc hôn nhân trước đây là quá khứ và bây giờ thì anh ta muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới, nghiêm túc. Tuy nhiên, mối quan hệ mà anh ta muốn không hề tốt đẹp như Trần Thi Quân tưởng tượng ban đầu. Dần dần, cô phát hiện ra rằng Shadid có tính gia trưởng, thường xuyên gây áp lực và thậm chí là còn ra tay với cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi khi cô cố gắng tránh xa anh ta thì Shadid lại lấy danh nghĩa quan tâm và bảo vệ để tiếp cận với cô. Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 2021 khi Trần Thi Quân cảm thấy mối quan hệ này không còn lành mạnh nữa nên đã nhiều lần đề nghị chia tay. Ở tuổi 21, cô không muốn tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của Shadid. Nhưng Shadid lại không thể chấp nhận việc cô rời bỏ anh ta. Mỗi khi Trần Thi Quân nói lời chia tay, lớp mặt nạ của Shadid lại biến mất, mà thay vào đó là sự tức giận và những lời đe dọa. Và mức độ đe dọa cứ liên tiếp tăng lên, khiến Trần Thi Quân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho tới khi đêm định mệnh ấy đã xảy ra. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, sau nửa năm hẹn hò, mối quan hệ của hai người đã trở nên rất căng thẳng. Sắp tốt nghiệp, Trần Thi Quân có rất nhiều việc phải làm. Cô đã tìm được một công ty thực tập cho kỳ nghỉ hè này. Khi nhận được điện thoại của Shadid, Trần Thi Quân do dự không biết có nên đến gặp anh ta hay không. Còn Shadid nói rằng anh ta rất muốn nói chuyện nghiêm túc với cô để có thể giải quyết khúc mắc giữa hai người. Anh ta thậm chí còn đề cập đến việc muốn học nấu một số món ăn Trung Quốc và hy vọng là cô có thể dạy anh ta một vài món cơ bản. Điều này dường như đã khiến Trần Thi Quân bớt cảnh giác hơn. Cô không muốn tin rằng người đàn ông từng trò chuyện vui vẻ với mình lại có thể làm hại tới cô. Sau đó, họ hẹn gặp nhau tại một khu rừng nhỏ gần ngã tư đường Thông Thổ và Thanh Thủy Kiều, thành phố Ninh Ba. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường le lói chiếu sáng con đường nhỏ. Trong lòng Trần Thi Quân tràn ngập sự bất an, nhưng cô vẫn quyết định cho Shadid một cơ hội nữa. Tuy nhiên, khi cuộc trò chuyện một lần nữa xoay quanh vấn đề chia tay, Shadid hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta bất ngờ rút ra một con dao gập sắc bén từ bên trong túi sách. Lưỡi dao dưới ánh trăng trông lạnh lẽo đến lạ thường. Hắn ta điên cuồng hướng nó về phía mặt và cổ Trần Thi Quân. Tiếng kêu cứu của cô gái vang lên xé toạc màn đêm. Máu nhuộm đỏ quần áo của cô. Trần Thi Quân không thể chống cự được nữa. Cô gục xuống đất. Ước mơ, nỗ lực và mọi hy vọng về tương lai của nữ sinh viên đại học tài năng đã kết thúc tại con đường đen tối này. Lúc này, Shadid không bỏ chạy ngay lập tức. Hắn đứng đó nhìn chân Trần Thi Quân lăn lộn trong cơn đau. Hai tay hắn vẫn đầy máu. Hắn ta từng chăm sóc người lớn tuổi tại viện dưỡng lão ở Los Angeles, cũng từng tư vấn cho vô số thanh thiếu niên lạc lối. Nhưng lúc này, lý trí của anh ta hoàn toàn biến mất. Lòng tự trọng và sự tự tin của hắn bị xé nát. Và tất cả những điều này đã dẫn đến việc hắn tự tay kết liễu mạng sống của một cô gái trẻ. Cảnh sát nhận được điện thoại báo án của người qua đường và phát hiện ra một cô gái đã không còn dấu hiệu của sự sống trên con đường nhỏ gần ngã tư đường Thông Thổ và Thanh Thủy Kiều. Nhưng do khuôn mặt không thể nhận dạng được ra nữa, cuối cùng cảnh sát chỉ có thể xác định danh tính của nạn nhân thông qua xét nghiệm ADN. Phải đến 4 ngày sau, tức là rạng sáng ngày 14, Shadid đã bị bắt giữ. Lúc đó anh ta không hề chống cự. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, hắn bình tĩnh thừa nhận tội ác của mình. Hắn giải thích rằng tất cả đều xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, chứ không phải là một vụ án mạng có chủ đích.
Nhưng tất cả những lời biện minh đó đều trở nên vô nghĩa đối với gia đình Trần Thi Quân. Để tìm ra hung khí là con dao mà Shadi đã vứt đi, cảnh sát đã huy động gần 100 người, rà soát trên diện rộng hơn 10 cây số dọc đường sông Vĩnh Giang. Và cuối cùng, họ tìm thấy vật chứng trong một con mương nhỏ. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, dưới cái nắng như thiêu như đốt, một cặp vợ chồng già, nước mắt lưng tròng, được người thân dìu đến trước cổng trường Đại học Kỹ thuật Ninh Ba. Đó chính là cha mẹ của Trần Thi Quân. Họ giơ cao di ảnh con gái, yêu cầu nhà trường giải thích và làm rõ trách nhiệm trong vụ việc thương tâm của con gái mình. Nỗi đau mất con khiến họ suy sụp, nhưng nhà trường lại từ chối yêu cầu của họ. Bảo vệ và cảnh sát đuổi họ đi và nói rằng sự việc xảy ra ngoài trường, không liên quan đến nhà trường. Bố mẹ cô gái đáng thương đành bất lực rời đi, nhưng nỗi đau trong lòng họ không biết tỏ cùng ai. Cảnh tượng này trở thành khởi đầu cho chuỗi ngày u ám của gia đình, đồng thời nhanh chóng khiến ngôi trường này phải hứng chịu búa rìu từ dư luận. Mọi người không chỉ phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của Shadid mà còn đặt nghi vấn về cách xử lý của Đại học Kỹ thuật Ninh Ba và cảnh sát. Có ý kiến cho rằng cảnh sát đã phản ứng quá chậm trễ, đến tận ngày thứ tư sau khi vụ án mạng xảy ra mới vào cuộc. Sự chậm trễ này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc ưu ái quá mức đối với người nước ngoài. Còn nhà trường ban đầu cố gắng thoái thác trách nhiệm, nói rằng sự việc xảy ra bên ngoài trường học không liên quan gì đến nhà trường. Trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận về việc giáo viên nước ngoài xuống tay với sinh viên Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm sóng, thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Không lâu sau, cư dân mạng tiết lộ rằng sau khi kết thúc nhiệm kỳ trước tại Đại học Kỹ thuật Ninh Ba, Shadid đã có một cuộc trò chuyện với Lưu Linh Linh, giám đốc văn phòng giao lưu quốc tế của trường. Lưu Linh Linh từng nói hắn ta phải ở lại, cho thấy nhà trường rất coi trọng và kỳ vọng vào công việc của Shadid. Ngoài ra, Lưu Linh Linh còn từng đăng một bài viết gây tranh cãi, cho rằng một số lời nói và hành động của giáo viên nước ngoài đối với nữ sinh không phải là hành vi phản cảm, mà chỉ là do khác biệt văn hóa. Ví dụ trong bài viết, bà ta đề cập rằng việc giáo viên hỏi nữ sinh hôm nay mặc đồ lót màu gì không được coi là quấy rối. Tuy nhiên, bài viết này đã bị gỡ xuống sau khi vụ án được phanh phui. Bản thân Lưu Linh Linh chắc cũng nên hối hận sâu sắc và sám hối nghiêm túc về những lời nói, hành vi không đúng mực của mình. Là quản lý của văn phòng giao lưu quốc tế, quan điểm của bà ta chắc chắn đã ảnh hưởng đến cách nhà trường quản lý giáo viên nước ngoài và sự tồn tại của quan điểm này cũng có thể khiến một số hành vi của những kẻ đồi bại được che đậy và không bị xử lý như những bê bối trong quá khứ của Shadid. 2 năm sau sự ra đi đầy tức tưởi của Trần Thi Quân, vào tháng 4 năm 2022, vụ án của Shadid mới được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ninh Ba. Tòa án nhận định hành vi của Shadid là tàn ác, động cơ đê hèn, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và tuyên án tử hình đối với Shadid. Nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải cũng được mời đến dự phiên tòa, ghi nhận thời khắc lịch sử này. Mặc dù Shadid đã kháng cáo sau khi bị kết án, nhưng Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang đã giữ nguyên bản án cũ vào tháng 8 cùng năm. Hiện tại, bản án chỉ còn chờ đợi sự phê chuẩn và thi hành án của Tòa án Nhân dân tối cao. Vụ án giáo viên người nước ngoài xuống tay với nữ sinh viên Đại học Ninh Ba đã khép lại với phán quyết nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng đối với gia đình của Trần Thi Quân, nỗi đau của họ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại gặp phải kẻ xấu chính là thầy giáo của mình. Vậy liệu nhà trường có hoàn toàn vô can? Cần phải nhớ rằng, Đại học Kỹ thuật Ninh Ba là một trường đại học công lập lớn ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, do chính quyền nhân dân thành phố Ninh Ba quản lý, được Bộ Giáo dục phê duyệt thành lập, thuộc hệ đại học hạng 2. Rõ ràng, đây không phải là một môi trường đại học kém chất lượng, vậy mà lại tuyển dụng một giáo viên tiếng Anh cho trẻ em từ một cơ sở giáo dục mầm non. Rõ ràng là nhà trường đã không kiểm tra chặt chẽ trình độ và lý lịch của giáo viên nước ngoài khi tuyển dụng, khiến ngôi trường đáng lẽ phải trở thành nơi an toàn lại trở thành một nơi khởi nguồn cho chuỗi bi kịch. Sau án mạng của Trần Thi Quân, quá khứ của EF Education, nơi Shadid từng làm việc, cũng bị đào xới. EF Education được thành lập tại Thụy Điển vào năm 1965, là một tổ chức giáo dục và đào tạo toàn cầu. EF gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 1993, là một trong những tổ chức đào tạo ngoại ngữ sớm nhất tại Trung Quốc. Chương trình tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên của EF có mặt tại 70 thành phố với hơn 250 cơ sở. EF có các trung tâm học tập tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến.
Trên con đường mở rộng thị trường Trung Quốc, trong những năm gần đây, EF Education đã vướng phải không ít vấn đề tiêu cực, trong đó có vụ việc cựu giáo viên người Mỹ Curtis Bowen bị cáo buộc có hành vi không đúng đắn với học sinh. Sau đó, người này bị tòa án liên bang bắt giữ và bị kết án 41 năm, 8 tháng tù giam. Khi đó, tài khoản Weibo chính thức của EF Education chỉ đăng một thông báo ngắn gọn vào rạng sáng ngày 23 tháng 10 năm 2020, nói rằng Curtis Bowen đúng là cựu nhân viên của EF và do vi phạm quy tắc ứng xử của nhân viên, công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với Bowen vào tháng 11 năm 2019. Sau đó, Bowen trở về Mỹ. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng như vậy, mối liên hệ giữa một tổ chức giáo dục và một tội phạm đã bị xóa sạch. Những bê bối liên quan đến giáo viên nước ngoài không chỉ dừng lại tại đó. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Công an quận Tuyền Sơn, thành phố Từ Châu chính thức thông báo rằng họ đã triệt phá một đường dây sử dụng chất cấm, bắt giữ 19 người, trong đó có 7 người là giáo viên nước ngoài tại các cơ sở giáo dục và 9 người là học sinh. Thông báo cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của tất cả những người này đều dương tính với chất cấm. Hiện tại, một người nước ngoài bị tạm giam hình sự, 18 người còn lại bị giam giữ hành chính. Và nghe nói trong số này có cả giáo viên của EF Education. Chính vì vậy, vào lúc 3 giờ 51 phút chiều cùng ngày, Bộ phận Tiếng Anh Trẻ Em của EF Education đã chính thức phản hồi về việc giáo viên tại Trung tâm Từ Châu bị bắt vì sử dụng chất cấm. Trung tâm cho biết họ rất coi trọng vấn đề này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ. Như vậy, cháy nhà mới ra mặt chuột. Án mạng đầy thương tâm của Trần Thi Quân đã phơi bày biết bao mặt trái của nền giáo dục Trung Quốc hiện đại. Đó không chỉ là bi kịch cá nhân hay nỗi đau của gia đình, mà còn là nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Làm sao để môi trường giáo dục trong lành, hướng thiện như chính những mục tiêu mà nó hướng đến vẫn là câu hỏi đầy trăn trở với nhiều người. Một nạn nhân vẫn chưa đủ. Trong vụ án sau, bạn sẽ thấy là hung thủ còn nhắm tới liên tiếp 3 cô gái và họ cùng là chị em trong một nhà. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Liệu tội ác của kẻ ác nhân trong bóng tối có được phơi bày hay không? Hãy cùng Khánh Hà đi tìm câu trả lời trong vụ án 3 chị em trong 9 túi đen, kẻ rình mò, nghiện phim người lớn. Trong một căn hộ nhỏ bé nằm giữa khu chung cư sầm uất, 3 cô gái xinh đẹp và cũng là 3 chị em ruột bỗng dưng biến mất, không một dấu vết. Cảnh sát địa phương lao đầu vào cuộc điều tra gian nan, nhưng những manh mối lại chẳng dẫn đến đâu. Hơn 2 tháng trôi qua, họ đã kiểm tra hơn 3.900 người, nhưng tất cả đều không đủ chứng cứ để kết tội. Mãi đến khi một chiếc túi nhàu nhĩ bốc mùi hôi thối xuất hiện bên đường, người ta mới choáng váng. Hóa ra, kẻ thủ ác lại đứng ngay trước mắt mọi người. Nghe thật ly kỳ phải không ạ? Vậy thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Hãy cùng Khánh Hà bước vào hành trình phá án của ngày hôm nay. Mê phim cấp 3 mà không được thực hiện. Gã đàn ông thất bại trút giận vào 3 cô gái vô tội. Câu chuyện của chúng ta cùng tìm hiểu ngày hôm nay xảy ra tại Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang tại Quảng Tây. Được biết đến là trung tâm kinh tế vùng Vịnh Bắc Bộ, với hình ảnh nửa thành phố là cây xanh, nửa thành phố là nhà cao tầng. Nam Ninh luôn được xem là một thành phố đáng sống, nơi nhiều dân tộc chung sống hòa thuận. Vậy mà, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, một vụ án mạng kinh hoàng đã âm thầm diễn ra trong một khu chung cư sầm uất, đông đúc. Ngày 12 tháng 2 năm 2009, một ngày thứ năm âm u, bà Tần Xảo Mai sống ở quận Tây Hương Đường, Nam Ninh, đã tìm đến công an phường Võ Lăng ngay từ sáng sớm để trình báo về việc 3 người em gái của bà bị mất liên lạc. Bà Tần Xảo Mai kể lại, đã hơn một ngày nay bà không thể liên lạc được với 3 cô em gái, gọi điện thì cả 3 đều tắt máy. Bà đã đến phòng trọ của họ gõ cửa và gọi nhiều lần nhưng cũng không thấy ai trả lời. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, bà cùng chồng tìm đến bảo vệ của chung cư, nhờ họ tìm thợ khóa đến mở cửa, nhưng bảo vệ cho biết mình không thể làm vậy khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Bất lực, bà Tần Xảo Mai và chồng phải tìm đến công an phường gần đó với mong muốn được giúp đỡ. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát phường đã cùng bà Tần Xảo Mai đến phòng trọ của em gái bà
tại căn hộ số 703. Theo lời kể của bà, đây là căn hộ 2 phòng ngủ được hai cô em gái của bà là Tần San và Tần Xảo Bình thuê ở cùng nhau. Cô em gái còn lại là Tần Cẩm Mai thuê một phòng khác trong chung cư. Cảnh sát đã nhờ đến một thợ khóa đến mở cửa phòng trọ trước sự chứng kiến của bảo vệ. Bước vào căn hộ 703, bà Tần Xảo Mai nhận thấy đồ đạc của hai cô em gái vẫn còn nguyên. Trên bàn máy tính ở phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một số tiền mặt và mỹ phẩm dành cho nữ. Mọi thứ có vẻ là bình thường. Tuy nhiên, khi ra ban công, họ phát hiện quần áo trong máy giặt đang được giặt dở dang. Dưới sàn ban công còn có một túi quần áo chưa giặt. Bà Tần Xảo Mai xác nhận đó là quần áo của người em ở riêng, Tần Cẩm Mai. Từ những manh mối này, cảnh sát đưa ra giả thuyết là Tần Cẩm Mai đã mang quần áo đến nhà hai cô em gái để giặt. Nhưng vì lý do nào đó, cả ba người đã cùng rời khỏi căn hộ giữa chừng. Điều đáng nghi là cả ba chiếc điện thoại đều tắt máy cùng lúc. Theo lời bà Tần Xảo Mai, gia đình bà quê ở huyện Tượng Châu, thành phố Lai Tân, khu tự trị Choang ở Quảng Tây. Bốn chị em trong gia đình đã lên Nam Ninh lập nghiệp từ lâu. 5 năm trước, Tần Xảo Mai là chị cả đã đến Nam Ninh làm ăn và sau đó cùng chồng mở một cửa hàng quần áo ở chợ Hòa Bình, quận Hưng Ninh. Khi việc kinh doanh ổn định, cô đưa cả gia đình đến Nam Ninh sinh sống. Cả ba cô em gái của cô cũng bước vào nghề buôn bán quần áo. Người em thứ hai, Tần Cẩm Mai, 24 tuổi, phụ giúp chị cả ở cửa hàng quần áo tại chợ Hòa Bình. Người em thứ ba là Tần San, 22 tuổi và em út Tần Xảo Bình, 20 tuổi, cùng nhau mở một cửa hàng khác trên đường Tú Lâm, quận Tân Hương Đường. Chiều tối ngày 10 tháng 2 năm 2009, bốn chị em nhà họ Tần đã cùng nhau ăn tối với cha mẹ tại thôn Bình Điền, đường Bắc Đại Bắc, Nam Ninh. Khoảng 8 giờ tối, Tần Xảo Mai xin phép về trước vì sáng hôm sau phải đi Quảng Châu lấy hàng. Ba chị em còn lại nói chuyện với Trang một lúc, rồi cũng lần lượt ra về bằng xe máy điện. Theo thỏa thuận, sáng hôm sau, Tần Xảo Bình sẽ đưa cha đến bệnh viện gần đó để khám viêm khớp vai. Tuy nhiên, cho đến trưa hôm sau, ông Tần Tân Nhân, cha của bốn cô gái, vẫn không thấy con gái đến. Ông đã liên tục gọi điện cho cả ba người, nhưng đều tắt máy. Nhận được tin, Tần Xảo Mai lo lắng, vội vã trở về Nam Ninh. Tại chung cư California Garden, nơi ba người em gái sinh sống, Tần Xảo Mai phát hiện chiếc xe máy điện của họ vẫn để dưới tầng hầm. Cảnh sát phường tiếp tục điều tra. Do khu chung cư không lắp camera giám sát, nên ban đầu cảnh sát không thể xác nhận được lộ trình di chuyển của ba cô gái trước khi mất tích. Theo lời của Tần Xảo Mai, hai em gái là Tần San và Tần Xảo Bình là người thích đi chơi nên họ đã đến một số khu vui chơi giải trí gần đó để tìm kiếm manh mối. Nhưng sau khi kiểm tra camera giám sát tại đó, gia đình vẫn không thu thập được thông tin gì. Bất lực, bà Tần Xảo Mai phải đến công an phường để trình báo vụ việc và ba người em gái của bà chính thức được xác nhận là mất tích. Cảnh sát liền phát lệnh truy tìm trên toàn quốc. Gia đình của ba cô gái cũng đăng tin tìm người trên báo chí. 3 ngày sau, vào buổi chiều, một phát hiện kinh hoàng tại khu vực núi sau chung cư Sunshine City, quận Lương Khánh, Nam Ninh đã khiến cả thành phố chấn động. Có hai người đàn ông họ Trịnh và họ Tạ là công nhân đang trên đường đến công trường. Bất ngờ, ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ven đường. Họ tò mò đi vào bụi rậm để kiểm tra và kinh hãi khi phát hiện ra một chiếc túi bốc mùi hôi thối nằm trong một con mương nước trên sườn đồi. Linh cảm cho họ biết bên trong chiếc túi kia chắc chắn là có điều gì đó rất đáng sợ. Hai người đàn ông lập tức báo cảnh sát. Khoảng 15 phút sau, cảnh sát quận Lương Khánh, Nam Ninh có mặt tại hiện trường. Mở chiếc túi ra, họ phát hiện bên trong đựng những phần thi thể người. Tiếp tục kiểm tra, họ tìm thấy thêm 8 chiếc túi khác ở gần đó. Một dự cảm xấu hiện lên trong đầu những viên cảnh sát. Họ đã mang 9 chiếc túi trở về phòng thí nghiệm của cơ quan công an. Sau khi ghép các phần lại với nhau, thì giám định viên xác định 9 chiếc túi kia là của 3 người phụ nữ khác nhau. Qua công tác nhận dạng, cảnh sát Nam Ninh khẳng định 3 nạn nhân chính là 3 chị em nhà họ Tần đã bị báo cáo mất tích 6 ngày trước. Ba cô gái trẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống, ngày nào đã bị xuống tay một cách dã man. Hung thủ sát hại cả ba rồi chia nhỏ. Vụ án kinh hoàng chưa từng xảy ra tại Nam Ninh, thậm chí là rất hiếm gặp trên phạm vi toàn quốc.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an khu tự trị Choang ở Quảng Tây lập tức xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần được ưu tiên giải quyết trong năm 2009. Công an thành phố Nam Ninh cũng nhanh chóng thành lập ban chuyên án, tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất nhằm phá án trong thời gian ngắn nhất. Nhưng có lẽ các điều tra viên không thể ngờ họ sắp phải đối đầu với một tên tội phạm danh ma, bệnh hoạn có khả năng ẩn mình trong bóng tối. Sau khi xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát Nam Ninh tiến hành khám nghiệm lại căn hộ số 703. Do gia đình bà Tần Xảo Mai đã nhiều lần vào kiểm tra căn hộ, nên hiện trường đã bị xáo trộn khá nhiều. Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập manh mối. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là xác định xem liệu căn hộ số 703 kia có phải là nơi xảy ra vụ án hay không. Để tìm ra lời giải, ban chuyên án đã cử 5 cán bộ kỹ thuật đến khám nghiệm từng cm trên hiện trường. Họ tìm thấy những vết máu nhỏ trong phòng tắm và những vết máu được lau khô trên ghế sofa ở phòng khách. Ngoài ra, có một vết máu khô cũng được phát hiện trên gót một chiếc giày thể thao màu trắng. Cảnh sát nhận định hiện trường đã bị hung thủ cố tình xóa dấu vết và ngụy trang. Để phát hiện thêm những dấu vết bị che giấu, các kỹ thuật viên đã sử dụng kỹ thuật hiển thị huỳnh quang quét tất cả các ngóc ngách trong căn hộ. Họ phát hiện rất nhiều vết máu li ti, có vẻ như là đã bị rửa bằng nước giặt hoặc là nước khử trùng. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những vết máu này thuộc về ba chị em nhà họ Tần. Từ những dấu vết này, cảnh sát đã đưa ra nhận định ban đầu. Rất có thể căn hộ 703 kia chính là hiện trường vụ án. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì làm thế nào mà hung thủ có thể vào được trong nhà? Liệu hắn ta và ba chị em nhà họ Tần có phải là người quen biết? Để giải mã những bí ẩn, ban chuyên án quyết định điều tra khu vực xung quanh hiện trường vụ án. Do khu chung cư không lắp đặt camera giám sát, các điều tra viên phải gõ cửa từng nhà để tra hỏi thông tin. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, họ không phát hiện bất kỳ đối tượng nào khả nghi tại khu chung cư vào đêm ba cô gái bị sát hại. Hàng xóm của ba cô gái cũng khẳng định họ không nghe thấy tiếng động lạ nào vào đêm hôm đó. Vậy, hung thủ là người như thế nào? Và tại sao hắn ta lại có thể xuống tay gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào như vậy? Hơn nữa, theo kết luận của pháp y, thời gian tử vong của ba nạn nhân là khoảng từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Vào khoảng thời gian đó, chung cư California Garden vẫn chưa hoàn toàn vắng người, không phải là thời điểm lý tưởng để gây án. Vậy thì tại sao hung thủ lại chọn lúc đó để ra tay? Ngoài ra, hung thủ đã xuống tay với cả ba người, sau đó chia ra và vứt các phần ở một địa điểm khác. Địa điểm này cách hiện trường vụ án khoảng 10 cây số. Để chuyển 9 chiếc túi ra khỏi khu chung cư giữa lúc đêm khuya mà không bị ai phát hiện thì hắn ta đã làm như thế nào? Phải chăng hắn ta là một sát thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn? Ngay lúc này, trong nội bộ ban chuyên án lại xuất hiện những ý kiến trái chiều. Mặc dù đã khẳng định căn hộ 703 chính là nơi xảy ra vụ án, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được hung thủ đã làm điều khủng khiếp với nạn nhân ngay tại đó hay là đưa đến một nơi khác rồi mới làm. Nếu hung thủ vừa gây án vừa ra tay tại căn hộ này, thì rất có thể hắn ta nằm trong số những người quen của ba nạn nhân. Còn nếu hung thủ tách rời nạn nhân ở một nơi khác, thì nơi đó chắc chắn phải ở gần căn hộ 703, vì không thể chuyển cùng lúc ba thi thể đi xa mà không bị ai phát hiện. Tuy chưa có bằng chứng xác thực về việc hung thủ xuống tay giải phẫu nạn nhân tại đâu, nhưng dựa trên những manh mối hiện có, ban chuyên án khẳng định hắn ta có ba đặc điểm: quen biết nạn nhân, quen đường và quen thuộc với căn hộ 703. Vì vậy, họ quyết định lập danh sách những người quen biết của ba nạn nhân và tiến hành rà soát. Sau gần một tuần điều tra, cảnh sát đã có trong tay hơn 200 đối tượng thỏa ba đặc điểm trên, trong đó có hai người đàn ông bị nghi ngờ nhiều nhất. Một trong hai người này tên là Trương Tử Lang, biệt danh là Trương Lang, 29 tuổi, quê quán huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. Theo lời kể của bà Tần Xảo Mai, Trương Tử Lang từng là bạn trai của Tần San. Hơn nữa, hắn ta còn sinh sống ngay trong khu chung cư này, nhưng ở một tòa nhà khác. Nói qua về nhân vật này, hơn một năm trước, Tần San đã chuyển đến chung cư California Garden để sống cùng với Trương Lang. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra Trương Lang đã có vợ. Tức giận, Tần San đã làm ầm lên với vợ của Trương Lang.
Vì mối quan hệ phức tạp này, cảnh sát Nam Ninh ngay lập tức đặt ra nghi vấn Trương Lang là hung thủ bởi vì hắn ta có động cơ gây án. Nghi phạm thứ hai trong danh sách của cảnh sát chính là bạn trai hiện tại của Tần San, Nhậm La Phi. Theo lời kể của bà Tần Xảo Mai, thì chiều tối hôm ba cô gái mất tích, khi cả nhà đang ăn tối, bà có nghe thấy Tần San nói chuyện điện thoại với Nhậm La Phi. Họ có vẻ như là đang cãi nhau. Tần San nói, tối nay anh nhất định phải về nhà, nếu không thì đừng tìm em nữa. Vì đó là chuyện riêng của em gái nên bà Tần Xảo Mai không hỏi thêm gì hết. Ngoài hai người đàn ông này, cảnh sát còn nghi ngờ người hàng xóm sống cạnh phòng 703. Mặc dù anh ta rất tiện gây án nhưng lại không có động cơ rõ ràng. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta cũng không có biểu hiện gì khả nghi. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm phá án, cảnh sát quyết định tập trung điều tra hai người bạn trai của Tần San. Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm pháp y của cơ quan công an đã có một tin vui. Từ hơn 20 mẫu máu thu thập được tại căn hộ 703, giám định viên đã phát hiện một mẫu ADN của một người đàn ông lạ mặt. Từ đó, cảnh sát cho rằng người đàn ông này rất có thể là hung thủ và họ tin rằng mình đã tiến đến gần hơn việc bắt giữ tên tội phạm. Trong khi một nhóm cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, thì một nhóm kỹ thuật viên khác cũng tập trung tìm manh mối từ những chiếc túi đựng thi thể. Mặc dù chúng trông có vẻ là bình thường, nhưng có một chiếc túi lại vô cùng đặc biệt. Từ hình dáng và kích thước của nó, các kỹ thuật viên cho rằng đây là loại túi đựng chăn. Cảnh sát đã đặt ra một giả thuyết táo bạo. Liệu có thể dựa vào chất liệu và kiểu dáng của chiếc túi này để truy tìm ra nhà sản xuất? Rồi từ đó kiểm tra đơn đặt hàng để theo dõi nguồn gốc của những chiếc túi. Nếu may mắn, có thể là họ sẽ tìm ra ai là người mua những chiếc túi này và đối tượng này cũng có thể là nghi phạm. Không chần chừ, cảnh sát Nam Ninh đã liên hệ với các cơ quan chức năng và cuối cùng cũng tìm ra nhà máy sản xuất chiếc túi đựng chăn này. Theo hồ sơ của nhà máy, loại túi này được sản xuất vào tháng 8 năm 2004 với số lượng là 2.000 chiếc. 1.000 chiếc trong số đó đã được bán cho trường cao đẳng nghề Nam Ninh. Theo hồ sơ của nhà trường, người mua số túi này là hơn 800 sinh viên khóa 204. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những sinh viên này là điều không dễ dàng bởi họ đã tốt nghiệp và rời trường từ tháng 6 năm 2007. Hơn nữa, theo thói quen, sinh viên thường mang theo túi đựng chăn khi rời khỏi trường. Vì vậy, cảnh sát Nam Ninh bắt đầu tìm kiếm địa chỉ liên lạc của những sinh viên này sau khi tốt nghiệp. Trong danh sách 3 cựu sinh viên của nhà trường, họ phát hiện ra có 3 người đang sống tại chung cư California Garden, nơi đang xảy ra vụ án. Đặc biệt, một trong số đó chính là hàng xóm sống cạnh căn hộ 703, Lam Tâm Thành. Lam Tâm Thành, 24 tuổi, quê huyện Đại Tân, thành phố Trùng Tả, tỉnh Quảng Tây. Theo hồ sơ của nhà trường, hắn ta nhập học trường cao đẳng nghề Nam Ninh vào tháng 9 năm 2004 và tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2007. Trong những lần thẩm vấn trước đây, Lam Tâm Thành luôn thể hiện sự bình tĩnh và cảnh sát cũng không coi hắn ta là nghi phạm chính. Tuy nhiên, hắn ta vừa quen biết với khu chung cư, vừa có liên quan đến chiếc túi đựng chăn đặc biệt này. Cảnh sát hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ Lam Tâm Thành chính là hung thủ. Đối mặt với cảnh sát, Lam Tâm Thành một mực khẳng định hắn ta không quen biết ba chị em nhà họ Tần, lại càng không liên quan gì đến sự ra đi của họ. Để xác minh, cảnh sát đã đưa Lam Tâm Thành về trụ sở công an thành phố Nam Ninh để lấy mẫu máu. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mẫu máu của Lam Tâm Thành hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của người đàn ông lạ mặt được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến khám xét căn hộ số 709 của Lam Tâm Thành. Tại phòng tắm trong phòng ngủ chính, họ tiếp tục tìm thấy những vết máu và xác định chúng thuộc về ba nạn nhân. Trước những bằng chứng không thể chối cãi này, Lam Tâm Thành đã phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhưng điều kỳ lạ là trước khi vụ án xảy ra, Lam Tâm Thành và ba chị em nhà họ Tần chưa từng quen biết nhau. Vậy thì tại sao Lam Tâm Thành lại xuống tay với các nạn nhân một cách dã man như vậy? Để tìm hiểu rõ về vụ việc này thì hãy cùng chúng mình quay ngược thời gian trở về năm 1985, 24 năm trước khi vụ án xảy ra. Lam Tâm Thành sinh ra tại thị trấn Đại Tân, tại một huyện nghèo thuộc thành phố Trùng Tả, tỉnh Quảng Tây. Gia đình anh ta khá giả,
cha mẹ luôn không để con trai thiếu thốn về vật chất nhưng lại thiếu quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho con. Từ nhỏ đến lớn, Lan Tâm Thành, con trai duy nhất trong gia đình, luôn phải sống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha mẹ. Hắn ta chăm chỉ học hành, phần vì không muốn phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lan Tâm Thành chỉ thi đỗ vào một trường cao đẳng nghề Nam Ninh. Trong thời gian học cao đẳng, cha mẹ hắn ta vẫn tiếp tục sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của con trai. Tốt nghiệp, Lan Tâm Thành bắt đầu có ý muốn kháng cự. Hắn ta muốn khởi nghiệp, mở công ty thiết kế riêng ở quê nhà. Nhưng vì cha mẹ hắn ta đang làm việc tại Nam Ninh, nên lại ép con trai phải đến Nam Ninh làm việc, không cho phép hắn ta kém cỏi, ở lại thị trấn nhỏ bé này. Bất lực, Lan Tâm Thành phải vào Nam Ninh tìm việc, làm công nhân cho một công ty tủ bếp. Đối với cha mẹ của Lan Tâm Thành, con trai làm việc ở thành phố lớn là một niềm tự hào, nở mày, nở mặt. Họ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, luôn nghe lời của con trai. Nhưng họ không thể ngờ được chính cách nuôi dạy sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả sau này. Từ nhỏ được bao bọc, nuông chiều và kiểm soát chặt chẽ, Lan Tâm Thành hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào xã hội. Trong vòng 3 năm sau khi ra trường, hắn ta đã thay đổi 3 công việc khác nhau. Những thất bại, vấp ngã liên tiếp khiến Lan Tâm Thành mất niềm tin vào cuộc sống. Hắn ta trở nên buông xuôi, chỉ biết làm việc một cách cơ học, vô hồn. Cha mẹ đã mua cho hắn một căn hộ tại chung cư California Garden, nằm ở khu đất vàng của Nam Ninh với mong muốn con trai sớm lập gia đình. Nhưng sự thúc giục liên tục của cha mẹ khiến hắn ta càng thêm chán nản. Theo lời kể của Lan Tâm Thành, khi còn học cao đẳng, hắn ta đã có bạn gái tên là Liễu Hoa. Nhưng khi hắn ta dẫn cô về nhà ra mắt, cha mẹ hắn ta lại tỏ thái độ không hài lòng. Sau khi ra trường không lâu, hắn ta lại phải lòng một nữ đồng nghiệp tên là Vương Vĩ Lam. Đáng tiếc là mối tình trong vanh ấy cũng tan vỡ chỉ sau 2 tháng. Lan Tâm Thành chia sẻ, sau khi chia tay, hắn ta cảm thấy rất cô đơn. Một mình sống trong căn hộ lớn, ngày qua ngày lặp lại cuộc sống tẻ nhạt. Hắn ta muốn tìm một người để bầu bạn, nhưng xung quanh không có ai. Cuối cùng, hắn ta chỉ biết trốn trong phòng và tìm đến những bộ phim người lớn. Tuy tâm hồn vẫn có những dao động, nhưng nhu cầu sinh lý vẫn không được thỏa mãn trong thời gian dài, khiến Lan Tâm Thành trở nên bứt rứt, khó chịu. Cho tới một ngày, Lan Tâm Thành nhìn thấy hai cô gái trẻ trung, xinh đẹp chuyển đến ở căn hộ đối diện. Vẻ ngoài xinh đẹp của Tần San đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Tuy nhiên, vốn nhút nhát, hắn ta chỉ dám nhìn trộm Tần San từ xa mà không dám làm quen. Tết năm 2009, Lan Tâm Thành về quê ăn Tết cùng cha mẹ. Lại một lần nữa, hắn ta bị hỏi chuyện bạn gái. Chán nản, hắn ta quay trở lại Nam Ninh sớm. Trong căn hộ 709, Lan Tâm Thành tiếp tục giải khuây với những bộ phim người lớn kia. Những hình ảnh kích thích đã khiến nhiều ý nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu hắn ta. Lan Tâm Thành khai nhận, hắn ta thường mai phục bên cửa sổ, lén lút theo dõi sinh hoạt hàng ngày của Tần San. Hắn ta nhận thấy có nhiều người đàn ông lạ mặt tìm đến Tần San. Điều này khiến tâm trí hắn ta bối rối. Vài ngày sau, hắn ta không thể kiềm chế những ý nghĩ đen tối trong đầu nữa. Để chuẩn bị cho kế hoạch phạm tội của mình, Lan Tâm Thành mua bình xịt hơi cay, dây thừng, băng keo, búa và một con dao gấp. Đêm ngày 10 tháng 2 năm 2009, khoảng 8 giờ tối, Lan Tâm Thành phát hiện Tần San và Tần Xảo Bình đã trở về căn hộ 703 và hắn ta đã quyết định hành động. Vào khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm đó, Lan Tâm Thành lẻn xuống tầng 1, mở hộp điện và cắt điện phòng 703. Khi bị cúp điện bất ngờ, Tần San mở cửa phòng và đi xuống tầng dưới để kiểm tra. Do trong phòng tối om, Tần San để mở cửa, lợi dụng ánh đèn hành lang để chiếu sáng vào bên trong. Chính lúc này, Lan Tâm Thành khai nhận rằng có một thế lực bí ẩn nào đó đã điều khiển hắn ta đi vào căn hộ 703 rồi đóng sập cửa lại. Trong bóng tối, Lan Tâm Thành lấy bình xịt hơi cay tấn công Tần Xảo Bình đang ngồi trên ghế sofa. Tần Xảo Bình hoảng sợ kêu cứu và chống cự nhưng bị Lan Tâm Thành dùng dao nhắm vào chân cô và đe dọa nếu cô còn kêu la thì nhất định sẽ xuống tay. Sau đó, hắn ta kéo Tần Xảo Bình vào nhà vệ sinh, cột chặt tay chân cô lại bằng dây, dán băng keo vào miệng. Nhưng đúng lúc này, Tần San đã bật lại công tắc điện và quay trở lại phòng.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lam Tâm Thành nhìn qua mắt mèo thì nhận ra Tần San. Để tránh sự chú ý của hàng xóm, hắn ta bật tivi với âm lượng lớn, mở cửa cho Tần San và kéo cô vào trong. Tần San chống cự quyết liệt, khiến Lam Tâm Thành sợ hãi, lo lắng cô kêu cứu, nên đã dùng dao xuống tay thẳng vào phần ngực trái của Tần San, rồi cũng siết cô lại. Sau đó, hắn ta kéo Tần San vào bếp, thở phào nhẹ nhõm và định giở trò với Tần San. Nhưng đúng lúc đó, có người gõ cửa 703. Nhìn qua mắt mèo, Lam Tâm Thành thấy một cô gái thấp người đang đứng ngoài cửa. Để che giấu hành vi của mình, hắn ta tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để khống chế cô gái này. Nạn nhân lần này là Tần Cẩm Mai, chị hai của Tần San. Cô chỉ định sang nhà em gái mượn máy giặt, không ngờ lại bị Lam Tâm Thành bắt giữ và siết lại. Sau khi khống chế được ba chị em, Lam Tâm Thành tắt toàn bộ điện thoại của họ và rồi tắt tivi cùng đèn điện. Khi cảnh sát hỏi tại sao anh ta lại tắt cả tivi, thì hắn trả lời: tôi sợ tiếng ồn sẽ khiến hàng xóm chú ý và nếu có ai đó gõ cửa, tôi không biết phải làm sao. Trong lúc khai báo, gương mặt Lam Tâm Thành vô cảm, không hề biến sắc. Thật khó tin khi một thanh niên 24 tuổi, ra trường chưa đầy 3 năm lại có thể máu lạnh tới như vậy. Khoảng 9 giờ 45 phút tối hôm đó, tên yêu dâu xanh Lam Tâm Thành lại định giở trò đối với Tần Xảo Bình trong nhà vệ sinh, nhưng cô gái kiên quyết chống cự. Lam Tâm Thành nổi giận, sợ hành vi của mình bị phát giác nên hắn ta đã lần lượt tiễn cả ba chị em về Suối Vàng. Trong lúc giằng co, hắn ta bị thương ở ngón tay và vô tình để lại vết máu tại hiện trường. Để che giấu tội ác, hắn ta định phi tang nạn nhân. Trước hết, hắn ta dùng băng keo dán mắt mèo ở cửa phòng 702 đối diện lại, rồi lén lút mang ba cô gái sang căn hộ 709 của mình. Sau đó, Lam Tâm Thành quay trở lại phòng 703. Để che giấu mùi máu tanh, hắn ta dùng nước giặt và sữa tắm rửa tất cả vết máu trong căn hộ. Sau đó, hắn ta lấy đi một số giày dép, túi sách của ba nạn nhân để tạo cảm giác họ chưa về nhà. Vì vậy, sáng ngày 11 tháng 2, khi cảnh sát đến khám nghiệm căn hộ 703 đã không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Lúc đó, Lam Tâm Thành đứng từ xa quan sát. Hắn ta rất lo sợ vì ba nạn nhân vẫn đang nằm trong phòng tắm nhà hắn ta. Sau khi cảnh sát lấy lời khai, Lam Tâm Thành xin nghỉ ốm 3 ngày ở công ty, rồi đến cửa hàng đồ kim khí mua một cây cưa sắt và một vài chiếc túi dứa. Hắn ta khai nhận đã tách rời cả ba trong phòng tắm, cho vào các túi dứa khác nhau rồi đi xe máy điện tìm nơi phi tang. Cuối cùng, hắn ta chọn một con mương nước khá vắng vẻ trên sườn núi, sau chung cư Sunshine City, quận Lương Khánh, cách đó hơn 10 cây số. Ngày 13 tháng 2 năm 2009, 3 ngày sau khi gây án, Lam Tâm Thành đã hai lần chở các túi kia đến nơi phi tang vào buổi trưa và buổi tối, lúc ít người qua lại. Đến đây, hắn ta tưởng rằng là mình đã che giấu tội ác một cách hoàn hảo. Nhưng không ngờ, chính chiếc túi nhựa đựng chăn đặc biệt kia đã khiến cảnh sát Nam Ninh nhanh chóng lần ra dấu vết của hắn. Sau khi thẩm vấn sơ bộ, ngày 5 tháng 6 năm 2009, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam Ninh đã chính thức khởi tố Lam Tâm Thành. Ngày 23 tháng 6 năm 2009, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chấn động này. Mọi người đều tin tưởng công lý sẽ được thực thi. Tuy nhiên, diễn biến của phiên tòa và bản án cuối cùng lại khiến những người có mặt tại đó vô cùng bất ngờ. Tại phiên tòa, Lam Tâm Thành thản nhiên kể lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gia đình của ba nạn nhân suốt phiên tòa chìm trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân đã đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất, yêu cầu cơ quan tư pháp xử phạt nghiêm minh bị cáo, tước đoạt quyền sống của hắn ta. Thứ hai là yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 1,5 triệu nhân dân tệ. Đối mặt với những cáo buộc, Lam Tâm Thành vẫn lạnh lùng, vô cảm. Phân tích tâm lý tội phạm, Viện Kiểm sát cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác của Lam Tâm Thành chủ yếu do những dồn nén, ức chế trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm những thất bại trong chuyện tình cảm khiến hắn ta mất kiểm soát, liều lĩnh gây án. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Lam Tâm Thành, ông Lương Đình Trụ lại không đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh sống của Lam Tâm Thành trong suốt hơn 20 năm qua. Bởi vì trong suốt thời thơ ấu, hắn ta đều là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Hành vi phạm tội của hắn ta xuất phát từ sự đầu độc của những tệ nạn trong xã hội. Ví dụ như là việc hắn ta nghiện xem phim người lớn,
một vấn nạn đang là mối lo của toàn xã hội lúc bấy giờ. Luật sư của bên Nguyên ngay lập tức phản bác lại những lý lẽ này. Họ cho rằng chính sự thoái hóa nhân cách tích tụ trong thời gian dài mới là nguyên nhân khiến Lam Tâm Thành phạm tội. Việc hắn ta thích xem phim người lớn chính là biểu hiện của sự thoái hóa đó. Nếu Lam Tâm Thành thực sự muốn tìm kiếm tình yêu thì đã không tìm đến phim người lớn. Đó là cách giải quyết sai lầm, biểu hiện cho nhân cách méo mó của hắn ta. Chính hắn ta đã chọn con đường phạm tội, chứ không phải là do xã hội xô đẩy. Phiên tòa diễn ra hết sức căng thẳng. Luật sư bên bị hại dường như đã chiếm ưu thế khiến luật sư bên bị cáo không còn gì để nói. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Sau khi luật sư bào chữa cho Lam Tâm Thành đột nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Ông ta thẳng thừng nói, tôi nghi ngờ Lam Tâm Thành có vấn đề về tâm thần. Cơ quan công an chưa từng thực hiện giám định tâm thần đối với bị cáo. Vì vậy tôi yêu cầu tòa án tiến hành giám định tâm thần cho bị cáo. Ngay tới đây, chắc hẳn những người có mặt tại phiên tòa sẽ tự hỏi, phải chăng chính luật sư mới là người có vấn đề? Viện kiểm sát ngay lập tức phản bác lại yêu cầu của luật sư bào chữa. Chúng tôi không đồng ý với yêu cầu giám định tâm thần cho bị cáo. Theo lời khai của bị cáo, hành vi phạm tội được thực hiện một cách rất tỉnh táo, có kế hoạch. Sau khi bị bắt, tâm trạng và hành vi của bị cáo cũng hoàn toàn bình thường. Điều này cho thấy bị cáo có đủ nhận thức và khả năng kiểm soát hành vi của mình, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chúng tôi kiến nghị tòa án bác bỏ yêu cầu vô lý của luật sư bên bị cáo. Sau màn tranh luận gay gắt, lợi thế đã nghiêng về phía viện kiểm sát. Lúc này, chủ tọa phiên tòa cũng không thể ngồi yên. Dựa trên kết quả điều tra, ông hỏi Lam Tâm Thành, bị cáo đã từng điều trị về tâm thần bao giờ chưa? Lam Tâm Thành thành thật trả lời, chưa ạ. Chủ tọa tiếp tục hỏi, trong gia đình bị cáo có ai bị bệnh tâm thần không? Lam Tâm Thành vẫn trả lời, dạ thưa tòa, theo tôi biết thì không có. Ngay tới đây, chủ tọa phiên tòa cũng yên tâm phần nào. Về yêu cầu bồi thường 1,5 triệu nhân dân tệ của gia đình nạn nhân, chủ tọa hỏi Lam Tâm Thành có ý kiến gì không? Bị cáo vẫn bình thản trả lời, dạ tôi không có ý kiến gì, tôi đồng ý bồi thường. Mặc dù Lam Tâm Thành không phản đối yêu cầu bồi thường của gia đình nạn nhân, nhưng tại phiên tòa, khả năng chi trả của bị cáo lại bị đặt dấu chấm hỏi. Ông Tần Tân Nhân, cha của ba cô gái, kiên quyết đòi bồi thường. Ông cho rằng cha mẹ của Lam Tâm Thành đều là cán bộ nhà nước nên phải có trách nhiệm liên đới, ít nhất là trong việc bồi thường dân sự cho gia đình ông. Nhưng quan điểm này không được tòa án chấp nhận. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Lam Tâm Thành, người đã trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Cha mẹ của hắn ta không có nghĩa vụ pháp lý nào trong vụ án này. Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh tuyên án sơ thẩm. Bị cáo Lam Tâm Thành bị xử phạt tử hình, tước quyền công dân trọn đời. Bị cáo cũng phải bồi thường cho ông Tần Tân Nhân và bà Tần Phượng Thu, cha mẹ nạn nhân, số tiền 41.484 nhân dân tệ. Dù từ đầu đến cuối đều khai nhận rõ ràng về hành vi của mình, nhưng bất ngờ là sau khi nghe tuyên án, Lam Tâm Thành đã lập tức kháng cáo. Phóng viên hỏi Lam Tâm Thành, anh muốn nói rằng kháng cáo để đòi hỏi điều gì? Lam Tâm Thành trả lời, tôi muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Phóng viên tiếp tục hỏi, anh mong muốn bản án như thế nào khi kháng cáo? Lam Tâm Thành trả lời tiếp, tôi mong được án treo, tôi sẽ cố gắng để sớm được ra tù, để chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Thế nhưng, hắn ta đã đi tới ranh giới của những tội ác không thể tha thứ. Ngày 6 tháng 1 năm 2009, Tòa án Nhân dân cao cấp khu tự trị Choang, Quảng Tây tuyên án phúc thẩm. Bác đơn kháng cáo của Lam Tâm Thành giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 22 tháng 7 năm 2010, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh đã thi hành án tử hình đối với Lam Tâm Thành bằng hình thức tiêm thuốc. Với Tần Tân Nhân, cha của ba nạn nhân, điều này có nghĩa là cuối cùng kẻ giết người cũng phải trả giá. Tuy nhiên, ông không hài lòng với mức bồi thường dân sự. Ông nói với phóng viên giọng nặng trĩu, hơn 40.000 tệ tiền bồi thường chỉ đủ đóng tiền quan tài cho ba đứa con gái. Sao họ không tính đến công nuôi dưỡng hơn 20 năm của vợ chồng tôi và nỗi đau mất con của chúng tôi cơ chứ? Nói tới đây, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhăn nheo như bị bão giông càn quét của người cha khắc khổ. Chỉ trong một đêm,
ông đã mất đi cả ba đứa con gái của chính mình. Nỗi đau này là quá lớn, nhưng trong tâm can, ông hiểu rõ rằng kể cả khi Lam Tâm Thành phải đền tội cũng không thể mang ba đứa con gái trở về. Trong những vụ án trên thì ta đã thấy những tên phịch thủ như thế này có ý đồ xấu với sinh viên, hàng xóm, gái làng chơi. Nhưng mà táng tận lương tâm hơn thì trong vụ án sau, gã hung thủ còn muốn nhòm nhèm với cả con gái riêng của vợ. Vậy thì liệu hắn có thỏa mãn được thứ nhu cầu thấp hèn và bị ổi này hay không? Câu trả lời sẽ có trong vụ án chồng trẻ đầu độc vợ già vì ham muốn với con gái riêng của vợ ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Một người phụ nữ trung niên đã qua đời ngay tại nhà riêng, xung quanh không hề có dấu vết của một vụ đột nhập trái phép. Thứ bất thường duy nhất chỉ là lon Pepsi đổ vương vãi trên sàn nhà. Vậy đây chỉ là một vụ đột tử thông thường hay là một âm mưu trả thù thâm độc? Rất nhiều những khả năng đã được đội thám tử tài ba vạch ra. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến họ phải bất ngờ khi vụ án mạng này liên quan trực tiếp đến ba người thân ngay sát sườn của nạn nhân. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thị trấn Shaker Heights, bang Ohio, một thị trấn yên bình phía tây nước Mỹ. Nhân vật chính trong vụ án ngày hôm nay là bà Carol McMillan, 48 tuổi. Trong mắt mọi người, bà là một người phụ nữ lương thiện cùng với nụ cười rạng rỡ. Bà luôn dành thời gian để trò chuyện với hàng xóm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương, thường xuyên có mặt tại các sự kiện ở nhà thờ và thậm chí là còn tổ chức cả những buổi tiệc nướng ngoài trời cho hàng xóm. Ai cũng yêu quý bà vì sự nồng ấm và luôn quan tâm tới mọi người của bà. Cuộc sống gia đình của bà cũng rất hạnh phúc. Gia đình McMillan sống trong một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn nằm trên con phố rợp bóng cây ở Shaker Heights. Shaker Heights thường được miêu tả là một nơi mang đậm phong cách boho chic, với những ngôi nhà xây theo lối cổ điển hòa lẫn với kiến trúc hiện đại, những quán cà phê đậm chất địa phương và nền nghệ thuật phát triển. Căn nhà của gia đình McMillan được bà chủ nhà trang trí rất ấm cúng với nhiều bức ảnh gia đình. Từ căn bếp luôn thoang thoảng mùi bánh quy mới nướng. Có thể thấy được bà McMillan rất yêu thích nấu ăn. Mọi người trong vùng đều biết đến món bánh quy sô-cô-la vụn nổi tiếng của bà. Vì thế, bà thường xuyên mang bánh đến nơi làm việc hoặc là chia sẻ cho hàng xóm của mình. Chồng của bà Carol là Daniel McMillan. Hai người chênh lệch nhau đến 16 tuổi. Tuy nhiên, ngoại trừ khoảng cách về tuổi tác thì họ có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc. Daniel làm việc tại một công ty bảo hiểm y tế. Công việc rất bận rộn nhưng anh ta vẫn luôn dành thời gian cho vợ. Cặp đôi đã kết hôn được 5 năm và sống cùng Sarah Linsky McMillan, con gái riêng 19 tuổi của Carol. Sarah là một cô gái xinh đẹp, thông minh và có nhiều hoài bão. Cô đang là sinh viên đại học ngành y và ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai gần. Bà Carol luôn hỗ trợ con gái trong mọi việc. Vào những tuần trước khi qua đời, bà Carol đang rất hào hứng chuẩn bị cho chuyến du lịch gia đình tới Orlando. Bà thường xuyên nói về kế hoạch cho chuyến đi này, đồng thời tậu một chiếc vali mới để chuẩn bị quần áo, kem chống nắng và giày dép. Ai cũng biết, bà Carol luôn yêu thích việc dành thời gian bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Bà rất mong chờ được cùng chồng và con gái tận hưởng không khí trong lành ở Orlando. Nhưng đáng tiếc thay là niềm vui ấy đã không trở thành hiện thực. Buổi sáng, ngày 17 tháng 4 năm 2019, trời se lạnh và âm u, một kiểu thời tiết điển hình cho mùa xuân ở bang Ohio. Khu phố vẫn yên tĩnh với một vài người dậy sớm đang dắt chó đi dạo hoặc là ghé vào quán cà phê gần đó. Bà Carol cũng là người có thói quen thức dậy sớm. Thế nhưng hôm nay vẫn chưa ai thấy bà đâu. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, Sarah, con gái bà bước xuống bếp. Cô gái bỗng đứng hình khi nhìn thấy mẹ mình nằm bất động trên nền nhà. Cạnh bà là lon nước ngọt Diet Pepsi bị đổ. Nước chảy ra sàn nhà và ngấm dần vào các khe hở giữa những viên gạch. Quá sợ hãi, Sarah hét lên và quay số gọi cấp cứu. Đôi bàn tay run lẩy bẩy của cô gái trẻ cố gắng bấm số. Nhân viên điều phối từ đầu dây bên kia cố gắng giúp cô bình tĩnh. Nhưng Sarah đã quá hoảng loạn. Cô òa khóc nức nở và nài nỉ họ hãy cử người đến ngay lập tức. Chỉ vài phút sau đó, xe cấp cứu đã có mặt tại nhà của gia đình Milan.
Sara tiếp đón họ trong tình trạng sợ hãi và đau buồn tột cùng. Lúc này, căn nhà yên ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng của nhân viên điều phối vẫn còn vang lên từ chiếc điện thoại của cô đang để trên bàn bếp. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiến đến bên cạnh bà Carol để kiểm tra. Thế nhưng, nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay tại hiện trường, các bác sĩ thông báo bà Carol đã qua đời. Đối mặt với sự mất mát đột ngột đó, Sara không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái trẻ hoàn toàn suy sụp. Mới ngày hôm qua thôi, mẹ cô còn háo hức nói về chuyến du lịch của gia đình. Thế mà giờ đây, bà đã ra đi mãi mãi. Trong lúc các nhân viên y tế vẫn đang làm việc, Sara đứng đó, bất lực và đau đớn. Một hồi sau, cô gọi điện thoại cho Daniel Macmillan, cha dượng của cô. Lúc này, đang ở nơi làm việc. Khi nghe tin, Daniel lập tức thét lên vô cùng đau đầu. Qua điện thoại, Sara nghe thấy tiếng khóc nức nở của cha dượng. Daniel cũng an ủi Sara và nói rằng anh sẽ về ngay lập tức. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát thị trấn Shaker 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dẫn đầu cuộc điều tra là thám tử Laura Lubotek, một cảnh sát lão luyện với hơn 15 năm kinh nghiệm. Bà nổi tiếng là một người làm việc rất tỉ mỉ và bài bản. Bà đã từng thành công trong rất nhiều vụ án hóc búa. Khi bước vào ngôi nhà của gia đình Macmillan, với trực giác nhạy bén của mình, thám tử Robotech đã cảm nhận là có điều gì đó bất thường trong vụ án này. Thoạt nhìn, ngôi nhà trông rất bình thường, được chăm sóc cẩn thận như bao ngôi nhà khác ở vùng ngoại ô này. Bãi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn, khu vườn nhỏ bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Bên trong căn nhà cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Ngoại trừ một điều, trên nền bếp là thi thể của bà Carol Millan đang nằm bất động. Bên cạnh là lon Diet Pepsi bị đổ. Ngay lập tức, thám tử Robotech và các đồng nghiệp tiến hành phong tỏa hiện trường. Cảnh sát được phân công đứng canh gác ở cửa ra vào để ngăn không cho người lạ vào bên trong cũng như là hàng xóm tiếp cận hiện trường. Sau đó, thám tử Robotech và các đồng nghiệp lập tức tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng căn bếp nơi phát hiện ra bà Carol. Sau khi khám xét cẩn thận từng ngóc ngách trong phòng, họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc cậy cửa hoặc là đột nhập. Mọi thứ trong căn phòng đều rất ngăn nắp và gọn gàng. Chiếc ví của nạn nhân vẫn còn nằm trên quầy, không có dấu hiệu của việc bị động vào. Cửa sau được khóa chặt từ bên trong. Như vậy rất có thể hung thủ đã có mặt tại đây từ trước. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến thám tử Robotech đặc biệt chú ý. Đó là lon Diet Pepsi của nạn nhân. Lượng nước ngọt bên trong lon còn khá nhiều và chỉ có một chút bị đổ ra sàn. Bà liền yêu cầu nhóm khám nghiệm hiện trường lấy lon nước ngọt này làm bằng chứng, cùng với phần nước ngọt bên trong. Đội điều tra cũng lấy mẫu từ quầy bếp và nền nhà để kiểm tra xem có chứa bất cứ chất gì bất thường hay không. Tất cả mọi góc độ ở hiện trường đều được chụp lại và ghi chép lại một cách cẩn thận. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân ra đi của nạn nhân. Dù cho các nhân viên cấp cứu cho rằng bà Carol có thể bị đau tim dẫn đến tử vong. Nhưng thám tử Robotech không đồng tình với nhận định này. Tư thế của nạn nhân và việc bà Carol đã uống lon nước ngọt yêu thích ngay trước khi qua đời khiến cho thám tử cảm thấy là có điều gì đó bất thường tại đây. Trong khi chờ đợi kết quả từ phòng khám nghiệm tử thi, cảnh sát tiếp tục rà soát căn nhà để tìm kiếm thêm manh mối. Họ thu thập những vật dụng cá nhân, đặc biệt là chiếc điện thoại của nạn nhân để kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn. Với kinh nghiệm của mình thì thám tử Robotech đã cảm thấy vụ án này không hề đơn giản và sự ra đi của bà Carol có ẩn chứa nhiều điều bí mật. Song song với đó, cảnh sát bắt đầu tiếp xúc với những người thân của nạn nhân để tìm kiếm manh mối. Và người đầu tiên trong danh sách này chính là Daniel Macmillan, chồng của bà. Daniel năm nay 32 tuổi, trẻ hơn vợ rất nhiều. Anh ta có một công việc ổn định tại một công ty bảo hiểm y tế ở thành phố Cleveland. Mọi người đều biết đến Daniel như một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và rất quyến rũ. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn về cuộc sống của Daniel, cảnh sát phát hiện ra có nhiều điều bất thường bên trong con người này. Daniel gặp bà Carol lần đầu vào 6 năm trước, khi anh ta còn là một nhân viên phân tích tập sự tại công ty bảo hiểm. Vào thời điểm đó, bà Carol đang sống một cuộc sống của một quá phụ. Bà nhanh chóng bị thu hút bởi sự trẻ trung, năng động và tự tin của Daniel. Chỉ một năm sau, hai người quyết định kết hôn với nhau.
Daniel trở thành cha dượng của Sarah khi cô bé mới 13 tuổi. Thoạt nhìn, Daniel và Carol trông có vẻ rất hạnh phúc. Thế nhưng, theo nhận xét của bạn bè, thì khoảng một năm trở lại gần đây, mối quan hệ giữa hai người có vẻ như là bị rạn nứt. Daniel thường xuyên làm việc muộn và nói dối vợ rằng phải đi công tác, có khi anh ta còn không về nhà ngủ. Vài giờ sau khi thi thể của bà Carol được tìm thấy, Daniel McMillan đã có mặt tại đồn cảnh sát để trình bày những gì mà anh ta biết về vụ án. Trong lần thẩm vấn đầu tiên này, Daniel tỏ ra rất bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là còn có phần lạnh lùng. Mặc dù miệng thì nói rằng rất bàng hoàng về sự ra đi của vợ, nhưng cảm xúc của anh ta lại không thể hiện ra bên ngoài. Daniel kể với thám tử Robotech rằng anh ta đang làm việc tại công ty bảo hiểm lúc vụ việc xảy ra và đã nhanh chóng trở về nhà ngay lập tức sau khi nhận được điện thoại của con gái. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai vợ chồng, Daniel khẳng định rằng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Mặc dù anh ta cũng thừa nhận rằng cả hai đã dần trở nên xa cách trong khoảng thời gian gần đây, Daniel khẳng định mình không có liên quan đến vụ việc và không biết tại sao lại có người muốn làm hại cô. Thế nhưng, trực giác của một thám tử lão luyện như bà Robotech cho biết rằng có điều gì đó sai sai ở đây. Càng trò chuyện với Daniel, bà càng thấy nghi ngờ hơn. Sự bình tĩnh của anh ta có vẻ như là sự gượng ép. Khi thám tử Robotech hỏi Daniel về những kế hoạch trong tương lai của vợ, anh ta trả lời một cách rất mơ hồ. Daniel tự nhận mình là một người ủng hộ nữ quyền và không bao giờ kiểm soát những việc hàng ngày của vợ. Hắn ta thậm chí là còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau hay là quan hệ vợ chồng là khi nào. Sự thờ ơ của Daniel khiến thám tử Robotech thực sự là khó hiểu. Nếu như anh ta thực lòng yêu thương vợ thì tại sao lại bàng quan tới như vậy? Không chỉ có thái độ lạnh lùng đáng nghi, Daniel còn bộc lộ nhiều điểm bất nhất trong lời khai của mình. Anh ta nói rằng mình biết rõ thức uống yêu thích của vợ là Diet Pepsi, nhưng lại không thể giải thích tại sao bên cạnh thi thể lại có lon nước ngọt đang uống dở. Daniel cho biết vợ anh ta thường xuyên uống nước ngọt, nhưng lại không biết gì về những thói quen hàng ngày khác của vợ. Càng thẩm vấn, cảnh sát càng nghi ngờ Daniel có liên quan đến sự ra đi của Carol. Họ tự hỏi là liệu anh ta muốn kết thúc cuộc hôn nhân này hay là còn có lý do nào khác đáng sợ hơn đã thúc đẩy anh ta ra tay. Sau khi điều tra sâu hơn về cuộc sống của Daniel, cảnh sát đã phát hiện ra thực sự có lý do khác đằng sau. Anh ta đang bị ám ảnh chuyện ấy bởi Sarah, con gái riêng của vợ. Phát hiện này đã mở ra một hướng đi mới hoàn toàn cho cuộc điều tra. Nếu như Daniel thực sự có tình cảm với Sarah, thì việc anh ta muốn loại bỏ vợ mình khỏi cuộc đời cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cảnh sát cần phải thu thập thêm nhiều bằng chứng chắc chắn hơn để có thể chứng minh sự liên quan của Daniel đến vụ án này. Thám tử Robotech cho biết rằng bà và các đồng nghiệp phải tiến hành điều tra một cách thận trọng, cẩn thận và bài bản. Họ cần phải ghép những mảnh ghép lại với nhau, từ đó hoàn thành bức tranh toàn cảnh của vụ án. Sau Daniel McMillan, cảnh sát đã gặp gỡ Sarah Levinsky McMillan, con gái riêng của bà Carol, để thu thập thông tin có liên quan đến vụ án. Hiện tại, Sarah đang là sinh viên chuyên ngành y tại trường đại học Case Western Reserve, Cleveland. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Sarah đã nhận được học bổng của trường. Cô được biết đến là một người tốt bụng và rất chăm chỉ trong học tập. Sarah cũng thường xuyên dành thời gian làm tình nguyện ở các bệnh viện và dạy học cho những học sinh khó khăn. Trong mắt Sarah, mẹ cô, bà Carol, luôn là hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ mạnh mẽ và nhân hậu. Hai mẹ con rất gần gũi và thân thiết. Họ thường dành những ngày cuối tuần để đi mua sắm, xem phim hoặc chỉ đơn thuần là cùng nhau nằm trò chuyện trên giường. Kể từ sau khi cha ruột của Sarah qua đời, thì bà Carol luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô con gái. Sự ra đi bất ngờ của mẹ đã khiến cho Sarah suy sụp. Nỗi đau mất mẹ đối với Sarah còn nhân lên gấp bội lần khi chính cô là người phát hiện ra mẹ mình. Khi gặp gỡ cảnh sát, Sarah rất hoảng loạn và đau buồn. Cô gái kể, vào thời điểm phát hiện ra thi thể mẹ, cô đang ở trong phòng để ôn thi. Khi xuống bếp lấy đồ ăn, cô đã nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền nhà. Bên cạnh là lon nước ngọt Diet Pepsi yêu thích của mẹ. Quá hoảng sợ, Sarah liền gọi ngay cho cấp cứu, hy vọng rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Dù cho vẫn còn đang rất sốc và liên tục khóc lóc,
Nhưng Sarah rất hợp tác với cảnh sát trong suốt quá trình thẩm vấn. Cô gái kể rằng, trong thời gian gần đây, cô thấy mẹ rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình. Bà Carol không có bất cứ dấu hiệu nào của việc căng thẳng hay buồn phiền. Sarah không thể nghĩ ra là có ai đó có lý do gì để làm hại mẹ mình. Đối với Sarah, thì bà Carol là một người rất tốt và luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Trong quá trình thẩm vấn Sarah, cảnh sát có đặt ra những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa cô và người cha dượng Daniel. Sarah luôn miệng khen ngợi Daniel. Cô cho biết anh ta là một người tốt và cô luôn coi anh như cha ruột của mình. Rõ ràng, Sarah hoàn toàn không hay biết về những suy nghĩ đen tối mà Daniel dành cho mình. Và chính điều này cũng càng khiến cho cảnh sát lo lắng cho sự an toàn của cô và cũng tăng thêm nghi ngờ đối với Daniel. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn về cuộc sống của Sarah, cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là cô có liên quan đến vụ án của mẹ mình. Chứng cứ ngoại phạm của cô rất chắc chắn. Vào thời điểm mà bà Carol bị sát hại, Sarah đang ở trong phòng và chăm chú vào việc học. Trên các trang mạng xã hội của Sarah cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô có mối quan hệ ngoài luồng hay những hành vi bất thường. Tất cả những bài viết trên trang cá nhân của Sarah đều liên quan đến cuộc sống bình thường của một cô sinh viên đại học, về bạn bè, trường lớp, lịch thi sắp tới và các hoạt động vận động chính trị. Mặc dù cho Sarah có vẻ như là vô tội, nhưng cảnh sát vẫn không hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ về những mối quan hệ phức tạp trong gia đình này. Họ tự hỏi là liệu Sarah có phải là con bài trong tay của Daniel hay không? Liệu anh ta có thể dùng Sarah để che giấu hành vi tội ác của mình? Hơn nữa, nếu như những suy nghĩ đen tối mà Daniel dành cho con gái riêng của vợ là thật, thì bản thân Sarah cũng đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Sarah có liên quan đến vụ án và cảnh sát buộc phải tìm kiếm đối tượng khác. Trong quá trình điều tra vụ án mạng, cảnh sát còn gặp gỡ với một nhân vật rất quan trọng khác, đó chính là Jessica Miller, người bạn thân nhất của nạn nhân. Jessica, 45 tuổi và làm nghề kinh doanh bất động sản. Hai người phụ nữ này quen biết nhau hơn một thập kỷ. Họ trở nên rất thân thiết và rất hiểu nhau sau nhiều năm làm việc chung ở Shaker Heights. Gần như là không ai có thể tách rời Jessica và Carol. Mọi người trong vùng thường xuyên thấy Jessica đến nhà của Carol để giúp bà chuẩn bị cho các hoạt động của cộng đồng hoặc chỉ đơn thuần là để uống rượu vang cùng nhau vào buổi tối. Họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tất cả những người biết đến hai người đều tin rằng tình bạn giữa hai người họ rất bền chặt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra một sự thật động trời. Hóa ra là Jessica đã có quan hệ ngoài luồng với chính chồng của bạn thân mình, Daniel McMillan. Thông tin này khiến cho những người quen biết cả ba cảm thấy vô cùng sốc. Họ khó có thể tin nổi rằng người bạn thân của Carol, người được cô ấy tin tưởng nhất, lại phản bội cô như vậy. Theo lời khai của Jessica, mối quan hệ ngoài luồng giữa cô và Daniel bắt đầu cách đây khoảng một năm trước khi vụ án mạng xảy ra. Và một ngày đẹp trời, Daniel tới tham dự bữa tiệc bên bể bơi do Jessica tổ chức. Và tại đây thì Daniel và Jessica đã cảm mến nhau. Sau một lúc trò chuyện và trêu đùa, cả hai đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng. Jessica thừa nhận rằng cô cảm thấy có lỗi vì đã phản bội bạn thân mình, nhưng cô không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Daniel. Liệu rằng chuyện tình vụng trộm này có liên quan gì đến vụ án của Carol hay không? Trong suốt buổi thẩm vấn, Jessica tỏ ra lo lắng và có thái độ phòng thủ. Cô ta biết rằng chuyện tình vụng trộm giữa mình và Daniel sẽ khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Thế nhưng, Jessica vẫn luôn khăng khăng rằng mình không có liên quan đến vụ án. Cô ta cố gắng thuyết phục cảnh sát rằng mình rất đau buồn trước sự ra đi của bạn. Và cô thậm chí còn cân nhắc sẽ giảm bớt số lần gặp gỡ Daniel do cảm thấy có lỗi với Carol. Tuy nhiên, cô ta cũng tiết lộ rằng Daniel gần đây đã nói với cô rằng anh ta đang phải lòng người khác, khiến cho Jessica rất buồn bã. Jessica không biết người phụ nữ mới của Daniel là ai, nhưng cô ta nghi ngờ đó có thể là một cô gái trẻ hơn. Rất có thể là Sarah. Cũng theo Jessica, vào ngày xảy ra án mạng, cô ta đã đến Cleveland Heights để dẫn khách hàng đi xem nhà và có nhiều người khác ở đó có thể làm chứng cho cô. Cảnh sát đã điều tra thông tin này và xác nhận rằng Jessica thực sự có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Nhưng biết đâu, Jessica không ra tay mà chỉ giật dây đằng sau thì sao? Phụ nữ khi ghen sẽ rất đáng sợ mà.
Vì vậy, cảnh sát vẫn chưa thể loại trừ khả năng Jessica khỏi danh sách tình nghi. Hơn nữa, trong tay cảnh sát lúc này vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chắc chắn để kết luận rằng Jessica có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Và lúc này thì cô ta đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, bị giằng xé giữa tội lỗi và sự phản bội bạn mình, cũng như là nỗi đau buồn vì đã mất đi người bạn thân thiết của mình. Ngày 27 tháng 4 năm 2019, trời vẫn se lạnh và âm u, nhưng tình hình đã khả quan hơn. Cảnh sát bất ngờ nhận được một bước đột phá lớn. Sau khi phân tích mẫu vật thu thập từ hiện trường, các chuyên gia từ phòng thí nghiệm đã đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân sự ra đi của bà Carol. Họ khẳng định rằng nạn nhân đã bị ngộ độc chất cyanua. Chất độc này có trong lon nước ngọt Diet Pepsi của bà Carol. Kết luận này hoàn toàn bác bỏ giả thuyết nạn nhân qua đời do đột quỵ. Như vậy, bà Carol đã bị sát hại một cách có chủ đích. Phát hiện này khiến cho các thám tử vô cùng bất ngờ. Cyanua là một loại chất độc rất hiếm gặp và tác dụng của nó thì cực kỳ nhanh. Thường thì người ta chỉ thấy chúng xuất hiện trong những vụ gián điệp lớn chứ rất hiếm khi được dùng để gây án mạng thông thường. Từ đây, nhóm điều tra nhận ra rằng hung thủ trong vụ án này là người có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hiểu biết rõ về chất độc cyanua. Rất có thể là một người có chuyên môn về hóa học. Chân dung kẻ thủ ác đã rõ hơn một chút. Để tìm ra manh mối mới, các thám tử lại một lần nữa quay trở lại hiện trường. Lần này, họ tập trung vào việc tìm kiếm dấu vết của chất độc cyanua hoặc bằng chứng về cách thức mà hung thủ đã dùng để đưa vào lon nước ngọt của nạn nhân. Nhóm điều tra kiểm tra kỹ càng lon Pepsi, khu vực xung quanh trong bếp cũng như tất cả các vật dụng có thể đã tiếp xúc với chất độc. Họ cũng mời cả chuyên gia pháp y đến hiện trường để phân tích mẫu nước còn lại bên trong lon và dấu vân tay bên ngoài. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có bất cứ dấu vết nào của cyanua trong căn bếp mà chỉ có ở trên miệng lon nước ngọt mà thôi. Rõ ràng là có ai đó đã cố ý đầu độc bà Carol. Cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch của các nghi phạm một cách kỹ lưỡng hơn, kiểm tra xem những người này có kiến thức về hóa học hay là có thể tiếp cận được những chất nguy hiểm hay không. Lịch sử mua hàng gần đây của họ cũng được cảnh sát kiểm tra cẩn thận, trong đó có cả những lần tra cứu trực tuyến liên quan đến chất độc khủng khiếp này. Và rõ ràng là để có được loại chất độc này không phải là chuyện dễ. Chỉ có những người có sự chuẩn bị từ trước và có mục đích rõ ràng mới tìm cách mua chúng. Cảnh sát cũng quyết định tiến hành thẩm vấn thêm một vòng nữa, tập trung vào những câu hỏi liên quan đến chất độc cyanua và các hành vi đáng ngờ của họ trước khi bà Carol qua đời. Từ đây, danh tính kẻ thủ ác nhanh chóng bị bại lộ. Đó chính là Daniel McMillan, chồng của nạn nhân. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy những bằng chứng rất quan trọng, chứng tỏ rằng chính Daniel mới là kẻ đứng sau vụ án này. Kết quả phân tích lịch sử truy cập Internet của hắn ta cho thấy, Daniel đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về chất độc cyanua từ vài tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Hắn ta đã xem rất nhiều thông tin về chất độc này, từ nơi mua bán, tác dụng đến cách thức sử dụng nó. Rõ ràng là hắn ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch của mình, với hy vọng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Vào ngày mà bà Carol qua đời, Daniel đã lợi dụng thói quen sinh hoạt của vợ để thực hiện âm mưu đen tối của mình. Hắn ta biết rằng cứ mỗi lần đi làm về, vợ hắn ta sẽ uống một lon nước ngọt Diet Pepsi. Lợi dụng điều này, Daniel đã lén bỏ chất độc cyanua vào trong lon và để vợ uống ngay khi về đến nhà. Chất độc phát tác rất nhanh, chỉ trong vài phút sau khi uống, bà Carol đã qua đời. Daniel cũng tính toán kỹ lưỡng rằng hắn ta sẽ khiến cho sự ra đi của vợ trông giống như là một ca đột quỵ thông thường. Tuy nhiên, vải thưa không thể che được mắt thánh. Kết quả giám định từ phòng thí nghiệm lại hé lộ chân tướng thực sự của vụ việc. Cuối cùng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Daniel lập tức bị bắt giữ. Ban đầu hắn ta cố gắng chối tội, nhưng trước những lý luận sắc bén của cảnh sát thì Daniel đã không còn làm gì khác ngoài việc thừa nhận hành vi của mình. Lớp mặt nạ của gã chồng mẫu mực cuối cùng cũng đã bị lột bỏ. Vụ bắt giữ Daniel cũng khiến cho cư dân ở thị trấn Shaker Heights bàng hoàng và tột độ. Hàng xóm và bạn bè của nạn nhân không thể tin nổi rằng Daniel, người đàn ông được họ coi là chuẩn mực, luôn tận tâm và yêu thương vợ, lại chính là hung thủ trong vụ án mạng này. Còn đối với Sarah, cô suy sụp khi biết rằng Daniel, người mà cô luôn coi như là cha ruột, lại nhẫn tâm xuống tay với mẹ mình. Cô không thể chấp nhận sự thật quá phũ phàng này.
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, phiên tòa xét xử Daniel McMillan chính thức diễn ra tại tòa án quận Cuyahoga. Vụ án thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, được các tin tức địa phương đưa tin rầm rộ. Người dân Shaker Heights đều mong muốn Daniel McMillan phải nhận mức án thích đáng nhất. Bên nguyên đơn do trợ lý luật sư quận James Leakey, 45 tuổi, đại diện. Ông là một luật sư nổi tiếng với phong cách làm việc quyết đoán và rất cẩn thận trong các vụ án hình sự. Với những gì thu thập được trong quá trình điều tra, luật sư Leakey tin rằng họ hoàn toàn có thể chứng minh chính Daniel là kẻ sát nhân. Ông trình bày những luận điểm rất thuyết phục và chỉ ra những bằng chứng không thể chối cãi rằng Daniel có tội. Ông Leakey cho biết Daniel đã âm mưu ra tay với vợ từ lâu. Hắn ta tìm kiếm thông tin về chất độc cyanua vài tháng trước khi bà Carol qua đời. Những thông tin này vẫn được lưu lại trong lịch sử truy cập Internet. Hành vi của Daniel cũng thể hiện sự lạnh lùng và quyết tâm đuổi cùng diệt tận. Ông Leakey cũng nhấn mạnh rằng chính sự ám ảnh về nhu cầu sinh lý với con gái riêng của vợ mà Daniel đã bất chấp hành động như vậy. Tuy nhiên, Laura Phillips, luật sư 38 tuổi, bào chữa cho Daniel, lại lập luận hoàn toàn khác. Bà Phillips cho biết Daniel đang gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân cũng như áp lực từ công việc, khiến cho anh ta mất khả năng phán đoán và hành động một cách dại dột. Luật sư Phillips khẳng định rằng không có đủ bằng chứng chắc chắn nào chứng minh Daniel có liên quan đến chất độc cyanua. Tuy nhiên, những luận điểm này không thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Trong suốt phiên tòa, Sarah cùng với những người thân khác trong gia đình luôn có mặt. Ánh mắt họ tràn đầy nỗi đau buồn và thất vọng khi nghe những người bạn của bà Carol miêu tả nạn nhân là một người phụ nữ rất tốt bụng, nhân ái. Có lẽ không ai trong số họ có thể nghĩ rằng bà lại phải nhận cái kết bi thảm như vậy. Sau nhiều ngày lắng nghe lời khai của các nhân chứng và cân nhắc những bằng chứng từ cả hai bên, vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Daniel McMillan bị tuyên án tội giết người cấp độ 1. Hắn ta sẽ phải chịu mức án tù chung thân và không được ân xá trước thời hạn. Mặc dù công lý đã được thực thi, nhưng đối với gia đình và bạn bè của bà Carol McMillan thì nỗi đau mất người thân vẫn luôn hiện hữu. Thị trấn Shaker Heights cũng dần quay trở lại với nhịp sống thường ngày, nhưng ký ức về vụ án mạng đó vẫn còn như một vết sẹo khó lành trong lòng mọi người. Gia đình McMillan cũng không bao giờ có thể trở lại cuộc sống hạnh phúc như xưa. Daniel được chuyển đến Sở Cải huấn và Giáo dục bang Ohio để thực hiện án tù chung thân của mình. Sau khi vụ án được truyền thông đưa tin, Daniel bị cả hệ thống nhà tù biết mặt. Giờ đây, hắn ta không còn là gã chồng thành đạt và quyến rũ như trước kia, mà chỉ là một tên tù nhân bị giam giữ sau song sắt. Cuộc sống ảm đạm trong tù là cái giá mà hắn ta phải trả cho lỗi lầm của mình. Nó khắc nghiệt và tăm tối hơn rất nhiều so với cuộc sống xa hoa mà hắn ta từng được tận hưởng. Sarah Levinsky McMillan, cô con gái riêng của nạn nhân, đối mặt với những khó khăn vô cùng lớn. Cô bị ảnh hưởng sâu sắc về mặt tâm lý sau vụ án mạng. Sau phiên tòa, cô buộc phải tạm dừng việc học để tập trung điều trị tâm lý. Rất may mắn, mọi người thân đã luôn ở bên, chia sẻ và ủng hộ Sarah vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn một người nữa cũng gặp phải không ít rắc rối liên quan đến vụ án, đó là Jessica Miller, bạn thân của nạn nhân và cũng là người tình bí mật của Daniel. Mặc dù không bị buộc tội, nhưng mối quan hệ ngoài luồng với Daniel khiến cho cô trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Danh tiếng của Jessica bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của cô gặp nhiều khó khăn do những tin tức tiêu cực từ giới truyền thông về vụ án. Để bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi quá khứ, Jessica đã quyết định rời khỏi Shaker Heights và chuyển đến một thành phố khác. Và vụ án vừa rồi cũng đã kết lại chuỗi vụ án của ngày hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì về bản án dành cho những kẻ vô lương tâm này? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Và tới đây, Kỳ Anh Có Thật cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành với chúng mình tới tận giờ phút này. Trước khi nói lời chào tạm biệt nhau thì các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh để nhận thông báo về những vụ án kinh điển khác. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.